Rồi, xin chào các anh chị. Rồi, chúng ta bắt đầu nha. Rồi, hôm nay thì không có bài tập gì cho nên là tôi chủ yếu giới thiệu lý thuyết và sau đó thì cũng các anh chị sẽ làm bài tập tiếp cái phần tiếp theo. Như vậy quay trở lại, chúng ta đang dở dang ở cái chương 4 phân tích môi trường bên ngoài. Thì trong chương 4 chúng ta đã hoàn thành được cái phần môi trường vĩ mô, đúng không ạ? Môi trường ngành thì chúng ta đang là làm dở dang. Vậy sau đó chúng ta bây giờ hôm nay ta tiếp tục cái môi trường ngành vào môi trường hoạt động. Vậy sau đó thì chúng ta sẽ cố gắng là chúng ta làm tiếp cái phần môi trường nội bộ nữa, nếu mà chúng ta kịp chúng ta làm luôn ha. Như vậy cái phần môi trường ngành thì tôi cũng nhắc lại một chút, mặc dù hôm trước là mình đang dở dang mà tôi cũng nhắc lại một chút để các chị có cái nhớ lại một chút ha. Như tôi nhắc lại mấy cái điểm mà chúng ta cần lưu ý thêm. Như vậy môi trường ngành ở đây là chúng ta đang phân tích là ở trên góc độ của ngành. Đã, anh chị lưu ý giùm tôi. Đã, tôi nhắc lại cái này, đây là cái mà nó rất là quan trọng, rất là dễ làm cho ta nhầm lẫn. Đã, mình đang đứng ở trên góc độ của quan điểm của marketing, đây là chúng ta đang phân tích để xem cái ngành mà mình tham gia vô kinh doanh ấy, thì nó có cái đặc trưng gì, chưa nói đến công ty ha, chưa nói đến công ty cụ thể mà chúng ta xem cái ngành. Đó là cái chú ý. Như vậy năm cái lực lượng cạnh tranh dựa vào cái mô hình năm áp lực cạnh tranh của Marketing Mô để chúng ta phân tích cái đặc trưng của cái ngành kinh doanh của mình. Đã, thì năm cái lực lượng cạnh tranh, thứ nhất là cái đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở trong ngành này, nghĩa là các đơn vị ở trong ngành cạnh tranh với nhau, đó là một cái áp lực. Thứ hai đó là chúng ta nói áp lực về của khách hàng, đúng không? Các khách hàng, cái lực mặc cả của khách hàng với các doanh nghiệp ở trong ngành, rồi lực mặc cả của nhà cung cấp với các doanh nghiệp ở trong ngành, rồi áp lực của các sản phẩm thay thế, cạnh tranh của các sản phẩm thay thế đối với ngành và áp lực từ các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn tham gia vô trong ngành. Như vậy thì buổi hôm trước á, là chúng ta đã dừng lại ở trong cái phần mà mình đã nói được cái về đối thủ cạnh tranh, về khách hàng và đối thủ cạnh tranh rồi, để được hai cái nhóm rồi, đúng không ạ? Nhóm thứ nhất đó là khách hàng này, ta đã nói rồi, áp lực. Như là ở đây là chúng ta hình dung là, tôi nhắc lại một chút, như vậy đây là chúng ta nói về cái chuyện đó là như vậy thì cái đặc trưng, cái bối cạnh cạnh tranh ở trong cái ngành này nó có nhiều cạnh tranh hay không, và như vậy thì cái việc mà cái lực mặc cả của khách hàng với lại các đơn vị cạnh tranh với các công ty ở trong ngành đó, thì đó cũng là một cái mà nó cho chúng ta một cái bức tranh là xem cái ngành này khi mà kinh doanh thì cái áp lực cạnh tranh nó như thế nào, và cái lực mặc cả của khách hàng thì nó phụ thuộc vào các cái yếu tố này, đúng không ạ? Lượng mua của khách hàng, khả năng chuyển đổi mua hàng của khách hàng, rồi số lượng khách hàng của công ty, khả năng hội nhập ngược chiều của khách hàng và cái sự khác biệt của sản phẩm dịch vụ, chất lượng sản phẩm dịch vụ giữa các công ty ở trong ngành. Thì đó là cái thứ nhất là cái lực mặc cả của khách hàng. Cái thứ hai đó là chúng ta nói về cái lực cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ở trong ngành. Nghĩa là mình xem là cái bối cảnh cạnh tranh giữa các công ty mà cùng kinh doanh ở trong ngành với nhau đó, nó cạnh tranh nhiều hay không, và cái lực áp lực cạnh tranh này nó tăng lên nó sẽ cao nếu như trong ngành nó có những cái đặc điểm như sau. Và thứ nhất đó là cái số lượng các doanh nghiệp ở trong ngành là nhiều hay là ít, và đương nhiên là cái ngành mà ít doanh nghiệp thì nó bất cạnh tranh hơn là cái số lượng nhiều, và cái này chúng ta cũng sẽ hình dung dễ. Rồi cái tốc độ tăng trưởng của ngành, nếu như tốc độ tăng trưởng của ngành mà thấp thì cái áp lực cạnh tranh nó sẽ cao. Cái ngành nào mà bão hòa tăng trưởng chậm hoặc bão hòa, các chị sẽ thấy là cái mức độ cạnh tranh rất cao giữa các doanh nghiệp ở trong ngành, tại vì cái khách hàng mới ít, và như vậy thì muốn phát triển các doanh nghiệp muốn tăng trưởng được thì họ lại phải đi giành dịch của các cái thị phần của những cái doanh nghiệp khác, đúng không? Giành giật về khách hàng của những doanh nghiệp khác, và như vậy thì dẫn đến là
cái sự cạnh tranh rất quyết liệt. Đó, và các doanh nghiệp mà có quy mô đồng đều với nhau thì cái lực cạnh tranh nó sẽ mạnh hơn là cái ngành mà có một số cái doanh nghiệp lớn và dẫn dắt. Thì những cái ngành mà có doanh nghiệp lớn mà dẫn dắt thì thường là cái doanh nghiệp nhỏ người ta sẽ đi theo cái doanh nghiệp lớn, theo cái xu hướng cái doanh nghiệp lớn nó trở thành là những người mà định hướng trong cái ngành đó, còn những doanh nghiệp nhỏ chủ yếu đi theo thôi chứ không có cạnh tranh trực diện. Rồi nếu như cái ngành mà có cái sự khác biệt giữa sản phẩm dịch vụ của các ở trong các doanh nghiệp ở trong ngành đó mà nó ít có sự khác biệt, nghĩa là đơn vị nào cũng bán cái sản phẩm chất lượng gần như nhau, đúng không ạ, thì lúc đó cái lực cạnh tranh nó sẽ cao hơn. Còn nếu như mà có cái sự phân khúc ra, phân hóa ra và mỗi anh sẽ đi theo một cái kiểu khác nhau thì lúc đó sẽ mất cạnh tranh hơn. Rồi cái nó về cái công suất, cái năng lực sản xuất của các doanh nghiệp ở trong ngành, nếu như các doanh nghiệp ở trong ngành mà có cái năng lực sản xuất lớn và họ chưa khai thác hết, à, nếu mà có nhiều đơn doanh nghiệp như vậy thì chắc chắn là cái năng lực cạnh tranh sẽ cao, tại vì doanh nghiệp nào cũng sẽ tìm cách là làm sao để mà tăng cái công suất của mình lên, à, và muốn tăng lên thì như vậy người ta có thể sẽ họ có thể cạnh tranh bằng cách làm sao để bán ra nhiều, ra thị trường nhiều hơn, và cuối cùng là rào cản rút lui khỏi ngành. Rồi, rào cản rút lui khỏi ngành mà nếu như mà cái việc mà người ta muốn nghỉ không tham gia kinh doanh nữa nhưng lại khó khăn đấy, thì đó cũng là cái mà làm cho cái doanh nghiệp xem người ta phải buộc lại để họ cái tranh tiếp mà, nên là cái áp lực sẽ cao hơn. À, như vậy thì hôm trước chúng ta đã đến đây rồi, tiếp theo chúng ta nói về cái áp lực của nhà cung cấp. Để tắt cái tiếng nhỏ nhỏ để à, không để bài nói nó kêu kêu khó chịu quá. Như vậy thì chúng ta hình dung là ở cái phần trước mình đã phân tích là cái lực mặc cả của khách hàng, của các khách hàng đối với cái doanh nghiệp ở trong ngành, thì ở cái phần này chúng ta đóng ngược lại thôi, đảo ngược lại, nghĩa là bây giờ các doanh nghiệp ở trong ngành là những người mua, và những cái nhà cung cấp đầu vào chủ yếu cho cái ngành kinh doanh của chúng ta đó, đó là những người bán. Như vậy thì các cái nhà cung cấp đó họ có cái lực mặc cả như thế nào, lực mặc cả nó có đúng không ạ, nó có mạnh không, thì nó cũng sẽ, nếu mà những cái lực mặc cả của các nhà cung cấp mạnh thì lúc đó là cái áp lực cạnh tranh với các doanh nghiệp trong ngành nó sẽ cao hơn. Cái yếu tố thứ nhất chúng ta xem xét đó là số lượng các nhà cung cấp, như là cái ngành kinh doanh của chúng ta đó, nó có nhiều những cái người cung cấp đầu vào hay không, và đương nhiên số lượng mà càng nhiều thì cái áp lực cạnh tranh với giữa các doanh nghiệp ở trong ngành với lại các nhà cung cấp đó, nó sẽ bớt hơn. Và còn nếu như số lượng mà hạn chế thì như vậy thì các nhà cung cấp người ta sẽ có cái áp lực cạnh tranh mạnh hơn, đó là cái số lượng người bán, nó tùy theo đặc thù của từng ngành. Rồi thứ hai là cái khả năng chuyển đổi nhà cung cấp của các công ty ở trong ngành. À, như vậy thì nó cũng giống như cái trường hợp của khách hàng vậy thôi. Như vậy thì các công ty ở trong ngành này, bây giờ mình mua nhà cung cấp rồi thì chúng ta đổi sang người khác nó có dễ hay không? À, như vậy thì nếu như mà cái khả năng chuyển đổi mà nó khó thì lúc đó nhà cung cấp họ sẽ có cái áp lực mạnh. Tôi nói ví dụ như như một số cái lĩnh vực, giả sử như cái lĩnh vực về công nghệ thông tin mà liên quan đến cái nhà cung cấp đầu vào, đó là cái những người cung cấp các cái ứng dụng hay điều hành hay là cái hệ cơ sở dữ liệu. Giả sử như bây giờ một cái phần mềm, bây giờ mình biết cái phần mềm đó viết ở trên một cái cơ sở dữ liệu, giả sử như cơ sở dữ liệu hiện nay phổ biến là cơ sở dữ liệu Oracle chẳng hạn, viết là ở trên đó rất là phổ biến để sử dụng rồi, bây giờ mình sử dụng rồi mai mốt là mình thấy Oracle họ tăng giá, họ bán rồi họ tăng các cái phí nhiều quá, mình không muốn, mình muốn đổi sang nhà cung cấp khác. À, như vậy đó là một cái việc rất là khó khăn, chuyển đổi database từ
Oracle sang một cái hãng cung cấp khác, ví dụ như là DB2 của IBM chẳng hạn, thì đó là cái bài toán rất là khó. Cho nên là khách hàng coi như là đã theo rồi là phải theo luôn. Cho nên là ngay cả cái trường hợp đó Oracle là họ khi mà họ bán cho các khách hàng đó, họ bán xong thì thường là cái gói họ gọi bán cái gói nó gọi là cái gói support, gói hỗ trợ. Đó, cái gói support thì thường là họ tính giá là bằng 22% so với là cái giá bán một năm, 22% rất là cao. Như vậy thì khách hàng nhiều người thấy cao quá, nhiều công ty thấy cao quá, bỏ tiền ra nhiều quá, không mua, tự mình làm, họ cũng không nói gì hết, không nói gì cả. Nhưng đến lúc mà gặp sự cố mà database dữ liệu chúng ta thấy là rất quan trọng, nhưng mà với dùng cái cơ sở dữ liệu lớn như thế là những cái lĩnh vực rất là quan trọng, ví dụ như là ngân hàng hay là viễn thông hay là điện lực, cái cơ sở dữ liệu về khách hàng, về tiền, về cước phí, về thông tin các thứ mà nó trục trặc, mà mất dữ liệu thì chết, đâu có được. Thì lúc mà có trục trặc gì đó bắt đầu kêu cứu đến họ thì họ sẽ dở hồ sơ ra, bây giờ thì trước giờ có mua cái gì vụ hỗ trợ của chúng tôi chưa, chưa mua, mà cái này là mua từ đầu, mua đến giờ là đã được 5 năm rồi mà bỏ 5 năm trời không mua. Thì bây giờ thôi yêu cầu mua lại từ đầu cho tôi, mua lại từ năm thứ nhất đến năm thứ năm rồi tôi mới support, tôi mới hỗ trợ. Thì lúc đó là khách hàng giờ một là chịu mất cơ sở dữ liệu, hai là phải bỏ tiền ra mua, tất nhiên là nhiều cái áp lực của họ sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Hay chúng ta hay thấy là cái một số lĩnh vực kỹ thuật khác cũng vậy, như là nhiều cái trường hợp mà mình đấu thầu đó thì một số cái nhà cung cấp họ ma le đó là họ bán giá rẻ, họ chào thầu giá rẻ, nhưng mà cái người mà mua mà không để ý, tới cái điều kiện về cái dịch vụ đằng sau, như là khi mà nâng cấp này hay là cần phải hỗ trợ kỹ thuật khi mà nó có sự cố sau khi hết thời gian bảo hành này đó, thì mà không để ý thì bây giờ họ bán rẻ, họ bảo hành hết thời gian bảo hành, sau đó trục trặc mà cần phải hỗ trợ kỹ thuật của các cái hãng đó, thì lúc đó họ tính giá rất là cao, tính giá rất cao, nâng cấp cần phải nâng cấp lên, tính giá cũng rất cao. Thì lúc đó là hết thay đổi được rồi, đúng không ạ? Không thay đổi được cho nên phải chịu, nên áp lực là các cái doanh nghiệp đó phải phải chấp nhận thôi. Ví dụ như những ngành kỹ thuật, ví dụ giả sử như viễn thông này chẳng hạn, đó là một cái lĩnh vực mà cũng 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 rất là ảnh hưởng. Cho nên chúng ta nói thêm, ví dụ giả sử như cái trường hợp của công ty Huawei chẳng hạn, Huawei của Trung Quốc đó, họ phát triển cái hệ thống 5G đó, và 5G và họ phát triển ra, họ bán bởi các nước, họ bán rẻ các nước bắt đầu là bây giờ đang xây dựng cái hạ tầng 5G phát triển đó. Thì nếu như bây giờ mà xây dựng cái hệ thống hạ tầng 5G xây bằng thiết bị của Huawei thì sau này chắc chắn là cái mạng nó sẽ phụ thuộc vào của Huawei, tại vì muốn nâng cấp, muốn phát triển gì lên đó thì lại phải tiếp tục mua họ tiếp. Thì như vậy các nước là họ sợ bị phụ thuộc cái đó, cho nên họ họ đưa ra những cái lý do về mặt an ninh. An ninh thì chúng ta không biết rồi, cái chuyện đó mình không biết là nó có hay không, nhưng họ đưa ra những lý do về an ninh để mà hạn chế cấm cửa Huawei để mà cung cấp các cái hạ tầng kỹ thuật về dịch vụ 5G ở các nước. Nhưng mà một phần đó là tôi nghĩ một phần đó là họ sợ bị phụ thuộc vào cái hệ thống thiết bị của Huawei, và sau này mà phát triển gì thêm nó là bị họ chi phối. Đó là một cái những cái ngành về mặt kỹ thuật đó, như vậy phân tích cũng biết cái đặc trưng đó để chúng ta có những cái chiến lược kinh doanh trong từ trong cái ngành nó phù hợp. Rồi cái loại tiếp theo đó là cái thứ ba chúng ta phải xem xét, đó là cái số lượng mua của doanh nghiệp trong tổng số lượng bán của nhà cung cấp, nghĩa là cái đặc trưng của cái ngành của mình đó. Thì như vậy thì các cái nhà cung cấp đầu vào này, như vậy các doanh nghiệp ở trong ngành đó thì thường là cái khối lượng mua của các nhà cung cấp mình tỷ lệ
tỷ trọng của một doanh nghiệp ở trong ngành là mua của các nhà cung cấp đó, nó chiếm nhiều hay không. Đúng không? Thì đương nhiên là nếu như mà các doanh nghiệp mà thủ giả là mua nhiều, còn nhà cung cấp họ bán là họ bán cho một doanh nghiệp là bán số lượng lớn chẳng hạn, thì đó là cái tạo ra cái áp lực, đúng không? Áp lực mà các nhà cung cấp kia thì sẽ phải áp lực không bằng được. Và nếu như mà mình mua ít, nhà cung cấp họ có thể họ thay đổi dễ dàng, thì lúc đó là áp lực của họ sẽ mạnh hơn. Rồi một cái đặc điểm nữa đó là cái chất lượng sản phẩm của nhà cung cấp có ảnh hưởng đến doanh nghiệp không. Nghĩa là chúng ta hình dung là giả sử bây giờ doanh nghiệp mình kinh doanh, mình mua cái nguyên liệu đầu vào, như vậy cái chất lượng của cái nguyên liệu đầu vào đó nó ảnh hưởng rất là mạnh đến hoạt động kinh doanh của các công ty. À, và nếu như nó càng có vai trò quan trọng thì các nhà cung cấp họ càng có cái lực mặc cả tốt, cái lực mặc cả mạnh. À. Rồi cái thứ năm đó là cái khả năng hội nhập thuận chiều của nhà cung cấp. Để nói đến cái trường hợp đó là các nhà cung cấp thay vì họ bán cho mình, bây giờ họ làm luôn cái vai của mình, giống như cái trường hợp của các khách hàng vậy thôi. Cái trường hợp là trường hợp mà B2B là cái doanh nghiệp, một cái bây giờ là các nhà cung cấp nó họ bán cho các doanh nghiệp ở trong ngành, nhưng bây giờ là họ có khả năng họ làm luôn. À, ví dụ như ngành bán lẻ chẳng hạn, ngành bán lẻ bây giờ cái nhà cung cấp là người ta phải bán cái hàng hóa họ vô trong cái hệ thống bán lẻ của mình, như vậy thì có khả năng nào mà người ta có thể họ tự làm luôn không? À, nếu như mà họ tự làm luôn được thì lúc đó họ sẽ cái mặc cả họ nó sẽ mạnh hơn. Và cuối cùng đó là cái khả năng hội nhập ngược chiều của các công ty ở trong ngành, nghĩa là các công ty ở trong ngành có thể làm thay cái vai trò của nhà cung cấp được không. À, nếu mà làm được thì đó là cái áp lực cho các nhà cung cấp, thì lúc đó cái áp lực cạnh tranh trong ngành sẽ bớt đi. À, đó là cái nhóm thứ ba, đó là cái áp lực của các nhà cung cấp đối với lại các doanh nghiệp ở trong ngành. Lưu ý thì nhắc đi nhắc lại đó là chúng ta đang nói cái đặc trưng, cái bối cảnh của cái ngành. Cái áp lực thư nói là chưa đây, áp lực tiếp theo thứ tư đó là chúng ta nói về cái áp lực cạnh tranh của các sản phẩm thay thế. Như vậy thì các sản phẩm ở trong ngành, các bạn, các doanh nghiệp ở trong ngành bên cạnh cái việc cạnh tranh với lại các sản phẩm giống như mình cùng loại với nhau ở trong ngành cạnh tranh với nhau rồi, thì nó còn phải cạnh tranh với một cái dạng nữa là các cái sản phẩm thay thế của ngành, sản phẩm thay thế. Ví dụ như là ngân hàng, đúng không? Ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán, và bây giờ cái sản phẩm thay thế đối với ngân hàng đó là cái gì? Đó là các cái ví điện tử, cái ví thanh toán điện tử, ví dụ như là Momo, đúng không? Hay là Viettel Pay hay là VNPT Pay chẳng hạn, như vậy thì đó là những cái sản phẩm thay thế mà khách hàng người ta có sử dụng những cái ví đó, họ không sử dụng cái dịch vụ của ngân hàng. Ví dụ như vậy, đó là cái sản phẩm thay thế. Như vậy thì doanh nghiệp cũng phải phân tích những như vậy, cái đặc trưng của cái ngành nó có bị áp lực đó nhiều hay không. Như vậy dựa vào những cái đặc trưng như sau, và dựa vào những đặc trưng như sau, cái thứ nhất đó là cái số lượng của các sản phẩm thay thế hiện tại có nhiều hay không, nghĩa là cái ngành của mình hiện tại kinh doanh của mình nó có nhiều sản phẩm thay thế không. Tôi nói ví dụ như là cái ngành viễn thông cái ngành dịch vụ điện thoại di động, đúng không ạ? Như vậy thì cái sản phẩm thay thế của cái dịch vụ gọi điện thoại đó chính là gì? Đó chính là Viber, đó chính là Zalo, đó là Messenger, đúng không ạ? Nhiều, đúng không ạ? Skype vân vân, rất là nhiều, KSP rất là nhiều. À, như vậy thì càng nhiều số lượng thì áp lực cạnh tranh với cái doanh nghiệp với cái ngành viễn thông á, nó càng nhiều. À, cho nên chúng ta thấy là cái áp lực cạnh tranh của các sản phẩm thay thế với cái ngành viễn thông nó rất là nhiều, rất là mạnh. À, rồi cái thứ hai,
chỉ cứ vô lai ra kiểu này bắt công là cứ phải accept cho vô hoài. Cái thứ hai là cái giá bán của sản phẩm thay thế. Tuy nhiên là giá càng rẻ thì cái áp lực cạnh tranh nó càng mạnh, giống như kiểu ngành viễn thông thôi, đúng không? Ngành viễn thông áp lực cạnh tranh trong cái ngành viễn thông rất là lớn, do các sản phẩm thay thế toàn có miễn phí không. Nhưng mà ngày xưa mà mình gọi từ đây sang nước ngoài là tốn tiền, không dám nói lâu, đúng không? Không dám nói lâu. Và đặc biệt là có khi là chỉ bên kia gọi về thôi, là bên kia họ rẻ hơn, họ gọi về bên này nghe thôi. Nhưng bây giờ là sạc miễn phí rồi, gọi Viber rồi gọi Messenger vân vân các thứ gọi miễn phí, nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ, nhưng mà chẳng tốn tiền gì hết. Ngày xưa cái dịch vụ đó là bên viễn thông thu được nhiều tiền lắm á, dịch vụ gọi là gọi quốc tế đó. Ngày xưa họ có nguyên một cái trung tâm là trung tâm viễn thông quốc tế, chuyên môn phát triển cái dịch vụ gọi quốc tế, và giàu lắm, chúng ta mới giàu lắm, nhiều tiền, tại vì cái cước phí gọi rất là mắc, gọi quốc tế rất là mắc. Bây giờ là cái áp lực đó có mạnh lên nên là cái những dịch vụ đó coi như là tiêu luôn, chẳng ai gọi. Và cái thứ ba là cái xu hướng tiêu thụ sản phẩm thay thế của người tiêu dùng, nghĩa là người tiêu dùng họ định hướng, nghĩa là họ họ đang thích theo cái hướng này, mặc dù có sản phẩm thay thế đó, đúng không? Nhưng mà nếu như người tiêu dùng họ không thích thì lúc đó nó cũng sẽ không không phát triển mạnh. Nhưng mà người tiêu dùng họ có thay đổi cái thói quen của họ không? Nếu như cái xu hướng họ thay đổi thì đó là một cái áp lực cho cái ngành đó rất là mạnh. Rồi tiếp theo là xu cái khuynh hướng phát triển sản phẩm thay thế ở trong tương lai. Thì đây là một cái nữa là như là có thể cái khuynh hướng nó liên quan đến các cái công nghệ, liên quan đến cái nguồn nguyên liệu để mà phát triển cái sản phẩm thay thế đó. Mà nếu như cái xu hướng đó nó có tốt thì đó là cái áp lực rất là mạnh với các cái doanh nghiệp ở trong ngành, các sản phẩm thay thế nó sẽ đe dọa rất là mạnh và tạo cái áp lực cạnh tranh trong cái ngành này rất là lớn. Đó là chúng ta nói về cái sản phẩm thay thế. Cái nhóm áp lực thứ năm đó là áp lực từ các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn. Thì áp lực của các đối thủ tiềm ẩn này á, là chúng ta hình dung tiềm ẩn đây á, là những cái doanh nghiệp ở bên ngoài ngành, người ta có khả năng tham gia vào cái ngành này để họ cạnh tranh với mình. Thì cái chỗ này là nói về cái gì đó, cho nói về cái bức tranh của ngành là vậy đó. Như vậy thì cái áp lực đối thủ tiềm ẩn này nó dựa vào cái gì? Nó dựa vào cái hàng rào, chúng ta hình dung cái hàng rào, mà cái ngành này nó đưa lên để nó ngăn các doanh nghiệp khác gia nhập vô. Cái hàng rào nó cao hay là thấp, cho nên người ta gọi là cái rào cản gia nhập ngành. Nghĩa là theo cái lý thuyết của Malcolm Porter đó, nghĩa là trong một cái ngành kinh doanh, nếu như ở trong một cái thị trường tự do, đúng không ạ? Thị trường tự do. Như vậy thì trong một cái ngành kinh doanh thì do đặc trưng của ngành đó, thì có thể là các doanh nghiệp ở trong ngành đó họ sẽ kiếm được cái lợi nhuận cao hơn so với những ngành khác. Và nếu như nó không có cái rào cản nào để ngăn cản những cái doanh nghiệp ở những ngành khác, như vậy thì người ta những cái doanh nghiệp mà kinh doanh những ngành khác đó, người ta sẽ bỏ những cái ngành kia không hấp dẫn bằng, người ta bỏ và người ta sẽ chạy vô cái ngành này. Nhảy vô và nó sẽ giảm cái tỷ suất lợi nhuận bình quân xuống cho đến khi nào cái tỷ suất lợi nhuận bình quân nó ngang bằng với cái các ngành khác, nghĩa là bằng cái tỷ suất lợi nhuận bình quân của các ngành, thì lúc đó nó mới hết cái lực cạnh tranh, nó sẽ mấy nhiều doanh nghiệp người ta mới không vô nữa. Như vậy thì ở đây Michael Porter muốn nói là như vậy thì trong một cái ngành, nếu mình thấy đây là cái ngành hấp dẫn, cái tỷ suất lợi nhuận nó đang cao hơn so với những ngành khác và chúng ta thực hiện kinh doanh ở trong cái ngành này, nhưng các doanh nghiệp ở bên ngoài ngành đó người ta tham gia vào có dễ hay không, phân tích cái đó. Và đương nhiên là
Nếu như mà người ta khó khăn trong việc tham gia vào thì nó sẽ là cái yếu tố mà làm giảm cái áp lực cạnh tranh ở trong ngành. Còn nếu họ vô nhiều quá thì bắt đầu áp lực cạnh tranh nó sẽ cao lên. Thì đây là những cái rào cản. Thứ nhất đó là có những cái ngành nó có cái đặc trưng là gọi là cái lợi thế theo quy mô, nghĩa là quy mô càng lớn càng có lợi thế. Và chúng ta thấy rằng là như vậy thì những cái anh mới vào thì cái quy mô lớn nó rất là khó, mới vào đương nhiên phải nhỏ rồi đó, như vậy thì không cạnh tranh được với những anh lớn đó. Thì như vậy thì nó sẽ có cái đặc trưng đó và nó cản trở những anh mới gia nhập này. Tôi nói ví dụ như cái chuyện rất là thiết thực của chúng ta hiện nay đó là gì, đó là cái lĩnh vực liên quan đến cái kinh tế chia sẻ à, đúng không ạ? Dịch vụ gọi xe này, đúng không ạ? Hay là bây giờ đang nổi tiếng về thuê phòng là Airbnb này, ví dụ vậy, đúng không ạ? Thì những dạng kiểu đó là nó phát triển và nó có cái lợi thế là nhờ cái mạng lưới của nó, nhờ cái mạng lưới. Cái nào mạng lưới càng lớn, kết nối càng lớn thì đúng không ạ? Nó càng có cái lợi thế cạnh tranh. Cho nên là ở Việt Nam, thị trường Việt Nam chúng ta bây giờ cái dịch vụ gọi xe Grab chẳng hạn, Grab là cái dịch vụ mà rất là khó có những cái doanh nghiệp khác cạnh tranh lại. Mặc dù là có những doanh nghiệp rất là lớn trong lĩnh vực về vận tải như là Phương Trang hay là một số cái đơn vị vô, đúng không? Nhưng rất khó để cạnh tranh. Tại vì sao? Tại vì cái lợi thế cạnh tranh của Grab nó là cái gì? Đó là cái mạng lưới nó nhiều tài xế. Hiện tại bây giờ nó có nhiều tài xế rồi. Và nhiều tài xế rồi thì dẫn đến là gì? Dẫn đến là mình là khách hàng, như vậy thì mình sẽ khi mình cần cái đi đâu đó, mình cần đi nhanh chứ mình không lẽ mình gọi là mình ngồi chờ. Như mình cần bấm, như vậy mình chọn cái mạng nào mà có nhiều tài xế bấm hết, mở lên tài xế ở xung quanh chỗ mình đầy hết. Bấm cái tài xế tới chở mình liền đi. À, như vậy thì là mình sẽ chọn. Trong như vậy thì dẫn đến là gì? Là khách hàng đổ vô cái này đặt nhiều. Ở cái chiều ngược lại. Chiều ngược lại là tài xế có cái xe. Bây giờ như vậy thì họ chọn, họ tham gia vô cái nào, vô Grab hay là vô Phương Trang hay vô chỗ nào đây, đúng không? Như vậy thì chọn vô Grab phát là Grab có nhiều khách hàng à, mở máy lên cái siêu có người gọi thì có cuộc chạy liền, đúng không? Còn kia ngồi cả nửa ngày không có ai gọi hết trơn, như vậy không vô. Như vậy thì chúng ta thấy là giống như câu chuyện giữa con gà với lại quả trứng vậy đó. Như vậy thì những cái anh mới tham gia vào đó là rất là khó, rất là khó. Tất nhiên là cũng có những anh ấy làm được nhưng anh tốn rất nhiều chi phí. Ví dụ như là lúc trước là chúng ta thấy là dịch vụ mà gọi xe xe ôm các bạn Go Việt chẳng hạn, họ 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 làm thì lúc đó chúng ta thấy là họ phải bỏ ra rất nhiều tiền để họ xây cái mạng lưới trước, có nghĩa là khuyến mãi cho khách hàng để khách hàng gọi nó rẻ hơn, khuyến mãi cho tài xế tham gia vô cái mạng lưới đó để mà có cái chiết khấu cao hơn. Họ bỏ ra rất nhiều tiền, một ngày họ tốn rất nhiều tiền để họ làm cái chuyện đó, để họ trả tiền cho tài xế rồi là khuyến mãi cho khách hàng vân vân, để họ cảnh bắt đầu họ xây cái mạng lưới lên từ từ, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta thấy đó là cái bước rất gian khổ. Thì đó là những cái đặc trưng của những cái lĩnh vực mà nó có cái dạng lợi thế theo quy mô kiểu đó, dịch vụ chia sẻ này hay là những dịch vụ miễn phí, giả sử như là YouTube hay là Facebook chẳng hạn, mạng xã hội đó. Như vậy chúng ta thấy là đó là những cái mà nó có cái lợi thế cạnh tranh rất là lớn của những cái anh đi trước và là có mạng lưới lớn rồi, những anh đi sau vô rất là khó. Việt Nam hôm trước Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông nhưng mà khai trương cái mạng xã hội của Việt Nam, mạng Lotus, không biết thì có mấy mấy người xài, đúng không? Rất là khó để phát triển. Trung Quốc họ làm được là vì cái dân số họ lớn, nhưng mà họ lớn, họ cả 1 tỷ mấy người, 1 tỷ 4, đồng thời là gì, họ cấm cửa luôn mấy cái anh kia, cho nên họ mới phát triển được. Thì thôi 1 tỷ mấy vô đó chơi với nhau là cũng cũng vui, đông vui rồi à, cũng nhiều rồi à, nhưng mà họ đồng thời họ mạnh, họ cấm cửa luôn mấy cái anh kia khác. Còn mình là khó để ra cạnh tranh, giờ như cái mạng Lotus đó mà cạnh tranh với Facebook là mệt rồi, đúng không? Bây giờ mình vô trong
cái mặt Lotus đó đúng không, có được cái hình hay quá hot lên, vô đấy chờ mãi chẳng thấy ai vô like, vô comment gì cái hình đấy cả, tại vì trong đó có mấy người đâu, trong khi đưa lên Facebook một phát đúng không, ngồi đếm like mệt xỉu luôn. Đó, ví dụ thì đó là cái yếu tố thứ nhất mà nó cản trở những cái doanh nghiệp mới gia nhập ngành. Yếu tố thứ hai đó là cái sự khác biệt sản phẩm của các doanh nghiệp. À, đây là một yếu tố mà cũng cản trở những anh gia nhập ngành rất là khó. Nghĩa là cái sản phẩm của người ta sử dụng sản phẩm của nhà cung cấp này rồi thì người ta không xài của người khác, không xài được hay là khó khăn trong việc sử dụng thì nó sẽ là cái cản trở rất lớn cho những anh mới vô. Tôi nói ví dụ như là bia, thuốc lá, cái ngành bia, ngành thuốc lá đó là cái ngành mà nó sẽ có cái độc quyền, cái áp lực cạnh tranh với những anh mới gia nhập ngành nó ít hơn. À, bia chẳng hạn, bây giờ mình quen Việt Nam mình là quen gu rồi, nếu mà đi uống bia như vậy thì uống mấy loại thôi, Heineken hay là Tiger hay là uống Sài Gòn, ai mà thích hương vị quê hương uống Sài Gòn, như vậy ở trong đây mình uống Sài Gòn, ngoài kia Hà Nội uống Hà Nội, còn ngoài miền Trung thì uống Uda, như vậy nó cũng là cái dạng kiểu đó. Nhưng mà đó là cái như vậy thì một cái hãng mới vô, cái hãng mới vô thị trường, ví dụ như là ngày xưa là Foster này, BG này đúng không, rồi Sapporo bây giờ mới vô thị trường, vô thị trường Việt Nam mình đó. Như vậy vô đó là rất khó, BG là thất bại đúng không ạ, BG là thất bại, thì mọi người bảo uống BG nhức đầu quá. À, đó là cái gu thôi, đó là quen gu thôi. Tiger là họ làm được, được họ họ đẩy mạnh được do họ cũng cũng có cái tiềm lực rất là lớn. Ngày xưa bỏng Tiger nhức đầu, bây giờ bắt đầu tôi Tiger nhiều rồi. Đó, nó cũng do là cái Heineken nó bị giảm nhiều quá. Thì chúng ta thấy là như vậy thì một cái thương hiệu bia mới mà tham gia vào thị trường rất là khó. Người ta quen gu và nó có sự khác biệt. Ai có người thì quen uống Sài Gòn, uống Sài Gòn không thôi, không đổi. Nên bây giờ đi đi vô quán mà ngồi nhậu chẳng hạn. Wow, như vậy thì bây giờ không phân biệt, ngày xưa uống bia này sang bia kia sang, bây giờ giá nó cũng không kia nhỏ nhiều hết, ai uống Heineken thì không phải sang, nó uống Sài Gòn cũng không phải là dở. Là như vậy thì tùy theo gu mỗi người thôi, và trong một bàn đó như vậy có người thì không thích, có người kêu uống Sài Gòn, có người thì kêu uống Tiger, có người kêu uống Heineken, tùy ai muốn uống gì uống theo cái gu của mình, và người ta không muốn đổi. Đó là cái mà nó cản trở những anh mới gia nhập vô. Rồi tương tự như vậy là thuốc lá, thuốc lá là còn căng hơn nữa. Thuốc lá người ta chỉ, những người nghiện thuốc là ta chỉ hút một loại duy nhất, hút sang loại khác thì người ta khó chịu, thấy nó không có ngon. À, cũng một hút một loại thôi, cho nên là mời thuốc lá một cái hãng mới mới mà vô thị trường là rất là khó khăn, tại vì người ta không dễ người ta đổi gu, tức là gu rồi, là gu rồi, không dễ người ta đổi, rất là khó để người ta đổi. Thì đó là cái đặc trưng của cái ngành mà nó có cái sự khác biệt của sản phẩm dịch vụ của các doanh nghiệp trong ngành, nó có sự khác biệt lớn đó. Và đó là cái rào cản đặc trưng của cái ngành đó, nó sẽ làm bớt cái áp lực cạnh tranh. Nên là những cái ngành đó, cái gì thấy là thuốc lá với rượu bia, cái gì thấy tại sao mà họ phải tổ chức cái đội ngũ tiếp thị, những cái cô gái trẻ đẹp nói chuyện vui vẻ để làm gì, tại vì mấy người sử dụng cái món này là toàn nam giới thôi. À, như thì mấy cô trẻ đẹp nếu bạn nói chuyện hay, ví dụ đang ngồi mấy anh đang ngồi nhậu chẳng hạn, như vậy đến giới thiệu thì như vậy thì mặc dù là cái bia này không thích nhưng mà thấy mấy cô là như xinh dễ thương nói chuyện hay mua ủng hộ như vậy, thì đó là cái để mà người ta muốn để cho khách hàng chuyển gu, tại vì uống mấy cái thứ chất nghiện đó uống một thời gian nó quen, chất gây nghiện là một thời gian nó quen, như vậy thì ủng hộ nhiều lần cái nó trở thành quen cái gu đó. À, đó là cái cách để người ta xâm nhập vô thì vô cái những cái dạng cái ngành mà họ, những cái doanh nghiệp mới họ xâm nhập vô đó, phải làm vậy. Thuốc lá cũng vậy,
Thuốc lá thì ngày xưa hồi ấy tôi có thời gian tôi cũng đi làm về marketing cho về thuốc lá. Thì thuốc lá là dùng cái chiêu khác, cái chiêu là tặng tặng à, tặng người ta. Thì nó có một cách nữa là tặng hay là đổi. Cách đổi là cách mà làm hay hơn, nghĩa là vô những quán cà phê hay là những cái chỗ người ta hay ngồi đó gì đó đổi, người ta đang có cái thuốc trên bàn thì họ có còn nhiều hay còn ít không cần biết, giờ xin phép là bây giờ là mở giới thiệu thuốc mới, tại sao đó bây giờ dùng thử, bây giờ xin phép mà đổi, họ còn cái trong gói họ còn 3 4 điếu gì đó cũng đổi cho một gói mới à. Như vậy thì cái nhân thuốc là thấy thuốc là tiếc không dám bỏ à, cũng có những người họ đem về họ cho người khác, nhưng mà đa số thì cái số lượng nhiều cũng là họ hút, nhưng tại vì đổi họ cái thuốc cũ lấy mất rồi, cái thuốc họ đang hút lấy mất rồi đưa thuốc mới à, mà thuốc mới thì nó cũng thơm, nó cũng tương đương như vậy à, như vậy đổi thì họ hút à, hút một gói đúng không ạ, ngày mai đổi thêm nữa là càng tốt, còn một gói này nó bắt đầu quen quen rồi đó, thì đó là cách để họ những cái tôi nói ví dụ như thế, đó là những cái cách để các doanh nghiệp họ xâm nhập vô, nhưng mà nói chung đó là những cái ngành mà khó đúng không ạ, nó có cái rào cản để khó doanh nghiệp mới khó gia nhập vô rồi à, cái thứ ba là một số ngành nữa thì nó có cái rào cản, đó là cái yêu cầu về vốn khi gia nhập vô cái ngành, nghĩa là phải có đầu tư được cái lượng vốn lớn, phải có tiềm lực tài chính mạnh mới tham gia cho được, thì đây cũng là cái mà nó hạn chế các doanh nghiệp mà quy mô yếu nhỏ nhỏ này không gia nhập được. Ví dụ như lúc trước là ngân hàng và có thời gian nhà nước áp lực ngân hàng phải tăng vốn, áp lực rất là lớn để làm gì, đó là cái cũng là cái rào cản đó. Rồi cái chi phí chuyển đổi của người bán à, nghĩa là chuyển đổi người bán của khách hàng đó, nghĩa là ở đây là trong cái ngành mà nếu như khách hàng mà chuyển sang người khác thì họ tốn tốn kém nhiều không, nhưng mà nếu tốn kém nhiều thì lúc đó cái doanh nghiệp mới tham gia vào cũng sẽ khó, tại vì khách hàng họ họ không có xu hướng chuyển sang những cái đối tượng mới. Ngày xưa điện thoại nó là cái đó, ngày xưa nó rào cản điện thoại là cái đó, mình đang xài của mạng này chuyển sang mạng khác mình phải đổi số à, thì lúc đó là cái rào cản mà những cái anh mới rất là khó để tham gia vào thị trường. Tuy nhiên thì sau này thì để tăng cái lực cạnh tranh lên thì nhà nước là đưa ra cái quy định, đó là cho đúng không ạ, chuyển mạng giữ số đó. Không thích mạng này sang mạng khác để giữ số, tuy nhiên là các cái mạng đó họ cũng cũng tạo ra những cái rào cản về mặt hành chính để nó bớt cái chuyển đi, nên là họ cũng tạo ra những cái khó khăn. Rồi một cái rào cản nữa đó là cái kênh tiêu thụ của các doanh nghiệp ở trong ngành, có những cái ngành mà nó phụ thuộc rất nhiều vào cái kênh bán hàng à, và ví dụ như là cái lĩnh vực về tiêu dùng hàng gia dụng là cái lĩnh vực mà nó phụ thuộc vào cái kênh phân phối rất là lớn à. Và như vậy thì muốn gia nhập vô ngành thì phải thâm nhập được cái hệ thống phân phối, hệ thống bán hàng thì mới gia nhập được đó. Thì do những cái doanh nghiệp mà cũ đó, nếu mà người ta có hệ thống phân phối riêng rồi, bây giờ mà vô cái hệ thống phân phối của họ thì không được, mà xây hệ thống phân phối mới thì nó lâu, nó mất tốn kém rất nhiều chi phí đó, thì đó là cái rào cản. Và chúng ta thấy là một số cái lĩnh vực về bán lẻ đó thì người ta dùng cái chiêu là mua bán sáp nhập để họ họ có hệ thống phân phối thay vì họ phải xây, xâm nhập vào cái thị trường bằng cách là họ mua đúng không ạ, giống như kiểu các công ty bán lẻ của Thái Lan đúng không ạ, họ mua Nguyễn Kim, mua Metro chẳng hạn à, đó là họ muốn vào thị trường bán lẻ Việt Nam, nhưng về xây thì nó khó nên họ mua đã có những cái sẵn để mà, thì đó là cái rào cản về cái hệ thống phân phối. Rồi một số cái ngành nó có cái đặc trưng, đó là cái ưu thế về giá thành của các công ty mà ở lâu ở trong ngành,
như làm ở trong ngành lâu thì có kinh nghiệm rồi, có những cái mối quan hệ vân vân, mà dẫn đến cái giá thành nó giảm hơn so với những ngành mới, thì đó là cái mà cái rào cản. Cũng có thể là cái lợi thế là quy mô những doanh nghiệp ở trong ngành lớn là cho nên người ta có thể làm nó rẻ hơn, thì những anh mới vô thì sẽ khó. Và cuối cùng đó là cái quy định, một số quy định của luật pháp. Một số cái ngành đặc biệt nó có cái điều kiện, và như vậy thì muốn tham gia, muốn gia nhập vô nó phải thỏa những tiêu chí của luật pháp, mà thậm chí là có những ngành đã lóc luôn, đã khóa luôn, không cho những anh mới vô. Ví dụ như hiện tại là ngân hàng ở Việt Nam mở ra nhiều quá rồi, bây giờ là muốn lập ngân hàng mới thì là khó, nhà nước hạn cấm họ, không phải cấm nhưng như là không có phép rồi, không có được. Hay là các cái trường đại học, nhưng mà thời ngày xưa mở đại trà hết trơn, bây giờ nó nhiều quá rồi, bắt đầu nhà nước cũng chủ trương là không có cấp phép mới cho các trường đại học nữa. Cho nên là mấy tập đoàn mà họ đầu tư vào giáo dục đó, họ đi họ mua những trường đại học, mua chứ bây giờ là mới không được. Thì đó là những cái rào cản về mặt luật pháp. Về tóm lại là những cái rào cản này là những cái rào cản mà nó sẽ giảm những cái anh doanh nghiệp mới gia nhập vô ngành, và lúc đó nó sẽ bớt được cái áp lực cạnh tranh ở trong ngành. Và nếu như cái ngành nào mà cái rào cản này nó ít thì lúc đó cái doanh nghiệp nó sẽ gia nhập nhiều vào, và như vậy thì nhanh chóng cái áp lực cạnh tranh nó cao, và nó sẽ kéo cái tỷ lệ lợi nhuận, đúng không ạ, cái tỷ suất lợi nhuận bình quân thấp xuống, làm mất cái sức hấp dẫn của cái ngành đó. Đó là phân tích về cái đặc trưng của cái ngành, đó là phân tích theo cái cách tiếp cận của Malcolm Gladwell, dựa vào cái mô hình năm áp lực cạnh tranh của Malcolm Gladwell tiếp cận ở đây. Lưu ý anh chị một cái điểm, đó là ta phân tích cái này là theo cái điểm Malcolm Gladwell nha. Tôi nhắc lại, đó là bản chất là để xem coi là cái ngành nào là cái ngành hấp dẫn, và chúng ta lựa chọn, chúng ta có thể lựa chọn nếu như chúng ta muốn bắt đầu khởi sự bắt đầu cái hoạt động kinh doanh. Như vậy ta phân tích xem là ta sẽ vào cái ngành nào để ta có cái sự hấp dẫn để ta vào. Đó là dựa vào cái đặc điểm của cái cấu trúc rồi tiếp theo. Tiếp theo một cái phần tiếp theo đó là chúng ta nói về phân tích cái môi trường thứ ba, đó là cái môi trường hoạt động. Cái phần khác thì đọc thêm ha, còn giới thiệu cái phần chính thôi. Môi trường hoạt động. Như vậy môi trường hoạt động định nghĩa là cái gì, đúng không? Đây là cái môi trường mà chúng ta có thể gọi là môi trường cạnh tranh, như là môi trường gồm các cái yếu tố mà nó tác động trực tiếp đến cái hoạt động kinh doanh của các công ty. Cái môi trường ngành đó là chúng ta xem cái bức tranh, cái khung cảnh của cái ngành kinh doanh của chúng ta. Còn cái môi trường vĩ mô là chúng ta xem cái khung cảnh lớn hơn, cái bối cảnh lớn hơn của cái xã hội của chúng ta kinh doanh, ta hoạt động như thế nào. Còn cái hẹp hơn chút xíu là môi trường ngành. Và bây giờ cụ thể hết, trực tiếp hết đến cái hoạt động của chúng ta, đó chính là gọi là môi trường hoạt động. Người ta cũng có thể gọi là môi trường công việc, hay là gọi là môi trường cạnh tranh cũng được. Nghĩa là những cái bối cảnh mà nó trực tiếp ảnh hưởng đến cái cạnh tranh, đến cái hoạt động kinh doanh của chúng ta, tác động đến cái bối cảnh cạnh tranh của chúng ta, đó là cái môi trường hoạt động. Thì thường thì các tài liệu người ta chỉ giới thiệu hai cái dạng thôi, đó là người ta giới thiệu cái môi trường vĩ mô và một cái gọi là môi trường vi mô, và môi trường vi mô đó chính là cái môi trường hoạt động này đó. Người ta bỏ qua cái môi phân tích cái ngành, và người ta dùng cái mô hình cấu trúc ngành đó để họ áp cho cái môi trường hoạt động này để xét lại góc độ cạnh tranh, bối cảnh cạnh tranh cũng được, đúng không ạ? Nhưng mà cái đó thì nó bỏ mất một cái cách tiếp cận của Malcolm Gladwell. Nhưng mà thì cái bối cảnh của môi trường hoạt động đó nó có năm cái. Thứ nhất là chúng ta phân tích đối thủ cạnh tranh, thứ hai đó là khách hàng,
Thứ ba là các cái nhà cung cấp, cũng những người đó cho nên dễ bị nhầm lẫn là bạn các nhà cung cấp. Thứ tư đó là các cái nhà cung cấp tín dụng, và thứ năm đó chính là thị trường lao động. Đó là năm cái bối cảnh tác động đến cái sự cạnh tranh trực tiếp đến cái hoạt động cạnh tranh, hoạt động kinh doanh của chúng ta. Thứ nhất là khách hàng, đối thủ cạnh tranh chứ đây, đối thủ cạnh tranh. Như vậy thì chúng ta phân tích các đối thủ cạnh tranh, như vậy mục tiêu là chúng ta phải chỉ ra được ai là những đối thủ cạnh tranh, đâu là những đối thủ cạnh tranh. Như vậy. Rồi sau đó bắt đầu mình đánh giá các đối thủ cạnh tranh dựa vào các cái thông tin như sau, để chúng ta có cái nhìn, có cái bức tranh về đối thủ cạnh tranh. Chúng ta cần chưa cần nói cái phần chi tiết, chỉ cần nói cái phần chính thôi, đó là cái bức tranh chính về đối thủ cạnh tranh thôi. Cái này xóa đi. Để mình lại. À, chúng ta có cái bức tranh chính về đối thủ cạnh tranh. À, thì chúng ta để có cái bức tranh về các đối thủ cạnh tranh đó thì chúng ta cần phải trả lời ba câu hỏi. Thứ nhất là cái mục tiêu của đối thủ cạnh tranh là cái gì, mục tiêu tương lai là bản chất đó là gì, đó là họ đang, đối thủ cạnh tranh họ đang hướng đến cái gì ở trong cái ngành của mình. Thứ hai là cái quan điểm của họ, cái nhận định của họ về cái ngành kinh doanh hiện tại như thế nào. Và thứ ba là chiến lược của đối thủ cạnh tranh họ đang theo đuổi là gì. À, và như vậy thì dựa vào cái đó thì khi phân tích, các anh chị lưu ý chúng tôi là cũng vẫn phải trả lời ba cái câu hỏi. Tất cả những cái phân tích nãy giờ nọ này tôi không nhắc lại nữa, là gì, đó là đều phải nói các cái ý ha, các cái ý đó là cái xu hướng này mà, rồi tác động này, tác động này, đúng không ạ? Rồi chúng ta nói thêm đó là gì, đó là mức độ, à mức độ này và loại tác động này. À, à để vậy tóm như vậy đó, nếu chúng ta phân tích mô tả cái đó mình đánh giá đây đi cho về cái cột này, xu hướng thì sao, và như vậy thì các bạn chúng ta đánh giá về cái mức độ tác động như thế nào, mức độ mà loại tác động như thế nào, phải tương tự như vậy cho những cái dưới này các bạn nói được các cái ý năng như thế. Khi phân tích cái môi trường ngành là chúng ta cũng phải làm như vậy, các anh chị cũng vẫn phải lưu ý tôi nói được bốn cái ý, đó là xu hướng tác động như thế nào, mức độ tác động thế nào và loại tác động thế nào, cũng vẫn phải nói bốn cái ý đó như tôi. Rồi bây giờ có cái để hỏi các anh chị, một cái để chúng ta thảo luận thêm với nhau. Dựa vào đâu để chúng ta xác định đối thủ cạnh tranh của mình? Dựa vào tiêu chí nào đó? Dựa vào những tiêu chí nào để xác định đối thủ cạnh tranh? Hay bây giờ lấy cụ thể đi. Nhóm 1. Nhóm 1 đi, hỏi cái gì nhóm 1 là nhóm 1 mình cho công ty mình là cái gì nha. Đâu lại quên rồi. Dạ, công ty Aqua thầy. Aqua về điện Aqua Việt máy Nam. giặt đúng Dạ đúng rồi. không? Rồi. Rồi đối thủ cạnh tranh của Aqua là ai? Dạ, hiện tại là Panasonic và Samsung là hai đối thủ lớn nhất. Tại sao mình xem đó là hai đối thủ lớn? Mỗi năm Aqua đều mua dữ liệu từ một công ty thứ ba thì mình để xem cái doanh thu, cái thị phần của mình đang trong cái thị trường đó, thì mình xác định được đối thủ cạnh tranh, không 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 những là doanh thu, thị phần mà còn những cái chỉ số khác nữa, như là cái độ bao phủ, là độ yêu thích của khách hàng, là thương hiệu, nhận diện thương hiệu. Còn những anh khác sao? Mình nói là Samsung với Panasonic hả? Đúng không?
Mình là máy giặt nhiều hả? Chủ yếu máy giặt à? Dạ, máy giặt, tủ lạnh với lại điều hòa là chủ yếu. Rồi, ví dụ như Electrolux thì sao? Electrolux thì nó chỉ cạnh tranh trong cái lĩnh vực máy giặt lồng ngang thôi. Dạ, thì mình cái đối thủ của mình thì sẽ chia, nếu mà em đang dựa trên cái là tổng doanh thu, em đang dựa trên đối thủ. Còn nếu mà trong cái ngành máy giặt lồng ngang đó, thì Electrolux là đối thủ, thì nếu xét là thị phần thì nó là đối thủ thứ hai của AWA. Rồi tớ hỏi khách hàng Aqua Hiếm Đến là ai? Dạ. Khách hàng của mình, khách hàng mục tiêu của mình á, À. mình hướng đến là ai? Dạ, khách hàng mục tiêu là của AWA là những người mà đã có, thường là những người đã có gia đình, nhưng mà đang đang có xu hướng là dịch dịch chuyển sang những người trẻ, vì những người trẻ là những người mà chấp nhận thay đổi để mua những cái sản phẩm mà có những cái công nghệ mà tốt hơn cho những sản phẩm sau này. Ví dụ Nghĩa là như nó, ví là dụ như là liên quan đến phân khúc về thu nhập đây chẳng hạn, thì mình đang mục tiêu đến hướng đến cái nhóm nào? AWA đang hướng đến cái nhóm đối tượng khách hàng là thu nhập trung bình. Rồi Samsung thì hướng đến nhóm nào? Dạ, Samsung thì cũng cũng trung bình tới khá. Dạ. Panasonic. Panasonic thì hướng đến những cái sản phẩm cao cấp hơn. Những cái sản phẩm của Panasonic là có mang giá trị tiền nó cao hơn. Nhưng mà họ có phải đối thủ của mình không? Panasonic với Aqua có phải đối thủ của nhau không? Nhưng mà những xét về tổng thị phần trong một cái kênh nào đó, ví dụ như kênh điện máy xanh đi, thì cho dù là cạnh tranh cái đối tượng khách hàng với nhau, nhưng mà cái tổng thị phần á thì nó vẫn cạnh tranh với nhau trong một cái kênh đó, kênh bán hàng đó. Rồi, cảm ơn bạn Dũng. Như vậy đây là cái mà chúng ta mới lấy cái cụ thể để ví dụ và chúng ta dễ hình dung những trường hợp của cái sản phẩm của nhóm một chọn chẳng hạn. Như vậy thì chúng ta thấy là đã gọi đối thủ cạnh tranh là phải tranh nhau thì mới gọi là đối thủ chứ, cạnh tranh mà, đúng không? Chứ còn nếu mà không cạnh tranh thì đâu có là đối thủ được, đúng không? Như vậy thì nó phải là gì, hai cái tiêu chí, nghĩa là bán cùng loại sản phẩm và cùng phân khúc khách hàng thì mới là đối thủ cạnh tranh, cùng hướng theo mục tiêu á thì mới là đối thủ cạnh tranh. Còn nếu mà như mình ở cái phân khúc khác mà cái hãng kia họ hướng đến cái phân khúc khác thì thực ra là không phải đối thủ cạnh tranh, không phải đối thủ cạnh tranh, tại vì đấu cạnh tranh với nhau. Phân khúc này là mình đang đi vào cái nhóm này, ví dụ giả sử như một cái nhóm đi vào phân khúc bình dân, những người thu nhập bình dân, trung bình bình dân, nghĩa là người ta không đủ tiền để họ mua những cái hàng cao cấp. À, như vậy thì mình hướng đến cái nhóm đó thì nó là một cái phân khúc khác. Còn một cái nhóm bán cao cấp hẳn, bán mắc, bán cao cấp hẳn, họ hướng đến nhóm những người có thu nhập tốt, thu nhập khá nhiều mới được. À, như vậy thì và họ cũng không bán cho, họ không hướng đến, họ phục vụ cho những người thu nhập thấp, nghĩa là họ không chay với mình. Đó, như vậy thì đó không phải là đối thủ cạnh tranh. Thì đây là tôi ví dụ để chúng ta có cái hình dung cho rõ khi mình xác định đối thủ cạnh tranh, và đây là chúng ta trong chiến lược thì chúng ta phải rất rõ cái này, tại vì chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các cái đối thủ cạnh tranh đó, nên là chúng ta phải có cái sự xác định rất là rõ ràng. Như vậy tóm lại, xác định đối thủ cạnh tranh ta dựa vào hai tiêu chí: thứ nhất đó là bán cùng loại sản phẩm dịch vụ, và thứ hai là bán cùng thị trường, nghĩa là cùng phân khúc ạ, cùng phân khúc thị trường, và lúc đó thì chúng ta mới phải tính đó là đối thủ. Đó. Còn nếu như không thì nó không, thì chưa phải là đối thủ trực tiếp chúng ta ngay, thì họ đang cùng ngành với mình thôi. Mời bạn Bình. Mình giơ tay đúng không Dạ không thầy ơi, em bấm nhầm thầy ơi. ạ? À, rồi.
Rồi, nhưng mà thì đầu tiên là phải xác định đối thủ cạnh tranh dựa trên cái tiêu chí như vậy. Rồi sau đó thì chúng ta mới phân tích xem là cái đối thủ, tại chúng ta hình dung là cái đối thủ này họ ở trong thị trường nó có cạnh tranh nhưng mà họ ý đồ gì nó còn khác nữa. Tôi ví dụ cho các anh chị như thế này. Cái ví dụ tôi thực quy nghĩa là trong lĩnh vực viễn thông nhỉ, hay ví dụ trong viễn thông. Tôi ví dụ như là bây giờ đó thì chúng ta đã xài cái dịch vụ đó là internet cáp quang rồi. Và đúng không ạ? Và bây giờ không còn ai xài đấy ADSL nữa, không biết còn ai xài không biết. Chúng ta xài cáp quang hết rồi. Thì trước đây đó là phổ biến mà chúng ta sử dụng là chúng ta sử dụng cái internet ADSL, đúng không? Sử dụng cái kết nối với đường điện thoại vô để chúng ta sử dụng dữ liệu đó, ADSL. Như vậy trong cái thị trường mà cung cấp cái dịch vụ ADSL đó, thì nó có các cái công ty, thứ nhất là lớn nhất đó là VNPT, đó là một. Rồi thứ hai đó là FPT, đó là cái anh số 2. Anh thứ ba đó là NetNam, đó. Rồi một số cái anh nữa, đó. Trong đó có Viettel, đó. Viettel. Thì Viettel đó trong cái mảng đó, thì Viettel họ, luôn luôn cạnh tranh bằng giá. Tôi đi các tỉnh nhiều thì Viettel họ họ đi xuống các tỉnh, họ cũng như là họ mở ra cũng song song với VNPT ở các tỉnh. Tôi đi các tỉnh tôi gặp, những cái các cái đơn vị viễn thông ở các tỉnh đó thì mấy anh chị đã nói là Viettel họ cạnh tranh dữ lắm, họ cạnh tranh bằng cái giá rất là thấp với cái vị dịch vụ ADSL, mà đó là cái nồi cơm của họ. Tại vì là dịch vụ sau khi mà cái dịch vụ điện thoại nó thoái trào ở các tỉnh á, các tỉnh thì họ không có kinh doanh dịch vụ di động là họ chỉ làm đại lý thôi, còn nó có cái tổng ty về Vinaphone mua phone riêng, nhưng các tỉnh họ chỉ làm đại lý, họ bán họ ăn hoa hồng thôi. Còn cái dịch vụ kinh doanh chủ yếu của họ đó là cái dịch vụ liên quan đến chúng ta hay gọi là dịch vụ cố định đó, nên phải dùng dùng cáp dùng dây đó. Và ngày xưa là dịch vụ điện thoại cố định, rồi là dịch vụ ADSL, dịch vụ các cái dịch vụ đó cáp đó, họ cái đó mới là cái của họ làm được. Thế thì họ bảo đó họ bị áp lực dữ lắm, tại vì Viettel họ cạnh tranh, họ giảm ra giá rất là nhiều. Thì cuối cùng á là gì, cuối cùng là các tỉnh họ phải phải chịu cái áp lực để họ phải phải điều chỉnh giá, nếu không thì họ sẽ mất thị phần, sẽ bị teo lấy mất thị phần, họ rất là sợ. Hỏi chúng tôi biết nhiều đó là tại vì liên quan trực tiếp là hồi chúng tôi làm cái hệ thống tính cước cho các tỉnh, tính cước viễn thông cho các đơn vị viễn thông, tính cước hàng tháng in bill hóa đơn tiền cước thì các anh chị đó, đó là cái bên chúng tôi làm. Thì chúng tôi biết là tại vì họ họ phải luôn luôn họ đưa ra những cái điều chỉnh về hàng tháng, và điều chỉnh những cái chính sách về gói cước để họ cạnh tranh với Viettel. Thì một cái điểm nhưng mà họ không biết, là cái điểm đó là cái gì, đó là thực ra Viettel họ giảm giá thấp nhưng họ không mặn mà với chuyện phát triển cái dịch vụ ADSL. Họ không mặn mà họ phát triển nó cũng nghĩa là họ làm ra những gói cước thấp như thế thôi, nhưng mà họ làm nó cũng nghĩa là cho nó có vậy thôi, chứ họ không có tập trung vào đó, trong khi các đơn vị khác thì họ rất là sợ mất thị phần, FPT rất sợ mất thị phần, tại vì thế họ cạnh tranh bằng giá thấp như thế. Và bài học là thế họ di động họ thành công rồi, rất là sợ. Nhưng cuối cùng là thực ra thì các đơn vị đó họ lại không biết một câu chuyện đó là gì. Thực ra Viettel họ chỉ mượn cái con bài ADSL đó để họ quấy rối chơi thôi. Quấy rối đó là cái gì, nghĩa là tôi biết đó là cái nồi cơm ngon của anh thì phá, nhưng mà làm yếu đối thủ cạnh tranh bằng cách đó là cái gì, đúng không ạ? Tôi giảm giá như vậy anh sợ, anh chạy đua theo này anh phải giảm giá theo, và đó là cái nồi cơm chính của anh, cái nguồn thu chính của anh mà anh bị giảm, anh bị thiệt hại rất là lớn. Còn đây là tôi làm đi chơi vậy đó, tôi vô tôi quậy nhưng mà tôi đâu có phát triển nhiều, nhưng tôi có thể tôi là ít chỗ đó, nhưng mà thôi không quan trọng. Nhưng mục tiêu để họ lấy tiếng để họ làm gì, và họ thực ra họ dùng cái email đó để họ tạo cái tiền đề để họ phát triển cái hệ thống cáp quang.
là cái mục tiêu của họ là các quan chứ không phải là ADSL. À, họ làm tiền đề thôi. Cho nên khi mình phân tích đối thủ cạnh tranh đó, mình phải biết được cái đó để mình không bị, các bạn. Như vậy đó là cái mục tiêu tương lai của đối thủ cạnh tranh đấy. Mục tiêu tương lai, mình phải biết được cái mục tiêu tương lai họ hướng đến là cái gì. Ta phải biết được để mình cạnh tranh, mình mới biết. À, như vậy thì mục tiêu của họ thực ra Viettel là không, các đơn vị khác là không biết được là Viettel thực ra bản chất ta là gì, là cái ADSL không phải là cái chính của họ, không biết được cái đó. Cho nên sợ từ lại Viettel họ nhảy vô họ giật cái thị phần của cái này, sợ. Và thực ra lúc đó Viettel họ nhận định là họ họ đi vào, họ nhận định là cái mảng cáp quang mới là cái xu hướng tương lai đó, và họ đầu tư vào đó. Thì đó là cái yếu tố thứ hai, đó là nhận định của đối thủ cạnh tranh về ngành, đối thủ cạnh tranh về ngành, nhận định về ngành ra. Và thông qua đó thì chúng ta mới biết được là cái chiến lược của họ. Như vậy thì cái chiến lược của họ đó là cái gì? Đó là thực ra cáp quang không phải là cái chính. Chiến lược của họ là phát triển cái mối quan hệ tốt để họ phát triển cái dịch vụ ADSL sau này và chiếm lĩnh thị trường. Đây dịch vụ cáp quang và chiếm lĩnh thị trường. Thì đó là cái mà nếu chúng ta biết được cái đối thủ cạnh tranh như vậy thì chúng ta sẽ không bị hoảng loạn khi đối thủ cạnh tranh họ ra các cái chiêu trò, các cái chiêu bài. Còn nếu mình không biết được mình sẽ bị hoảng loạn ngay. Và chúng ta biết rằng là nó giống như mình đi kéo lưới vậy đó bạn, đúng không ạ? Kéo lưới mình thả lưới đằng kia nhưng mà đến đây mình đập, à, đúng không? Đập cá sợ quá chạy đằng kia dính hết vô lưới. À, như vậy thì trong chiến lược nó cũng thế, mà chiến lược nó cũng thế. Nó như vậy thì họ đập ở đây nhưng mà chưa chắc là họ đã hoạt động ở đó, mà có khi là đang đang mai phục ở chỗ khác, đang có cái bài ở chỗ khác. Và như vậy nếu chúng ta không phân tích được cái đó thì chúng ta rất dễ bị đập, rất dễ bị đập. Tôi thích lấy cái, tại vì tôi làm cho ngành viễn thông, tôi hay lấy cái trường hợp của Viettel để tôi phân tích. Đó mấy cái thứ nhất là đây là cái bài cái phân tích mà ai cũng biết. Cái thứ hai nữa là như chúng tôi nói, chúng ta nói từ đầu tiên đó là chiến lược nó xuất phát từ quân sự, lĩnh vực quân sự mà, sau đó sang kinh doanh. Và chúng ta biết rằng những người ở trong lĩnh vực quân sự họ học chiến lược rất là kỹ, chiến lược rất kỹ, tại vì đó là sống chết bên bên tham mưu, mình họ học rất là kỹ này. Nhưng mà khi họ áp dụng vào thì họ có cái ý đồ rất là rõ ràng để họ làm rất là tốt trong những cái chiến lược ở trong cái hoạt động này, họ làm rất là tốt. Và tôi thấy cái điển hình của Viettel đó là họ làm cái chiến lược của họ rất là rõ ràng, nó có cái định hướng rất dài, và các cái bước đi của họ đó là các cái bước đi chiến thuật của họ trong từng cái thời điểm, họ họ sẽ đẩy cái gì, họ thúc đẩy sao trong từng bước họ làm. Tất cả những cái chiêu bài của họ, tôi là cái người mà cũng có may mắn là chứng kiến từ lúc mà họ tham gia vào thị trường viễn thông cho đến nay, mình trải nghiệm được và mình cảm nghiệm được. Tôi thấy là họ có một cái nhìn rất là xa để họ định hướng cái chiến lược của họ, và sau đó là họ có những cái chiêu bài trong từng từng cái giai đoạn một để họ phục vụ cho cái mục tiêu cuối cùng. Thế như vậy thì xác định được cái mục tiêu đó thì mới là cái chuyện quan trọng. Hay tôi lấy ví dụ một cái ví dụ vui cũng cũng liên quan đến Viettel là cái gì? Sau khi Viettel lớn mạnh rồi thì chúng ta biết là VNPT là cái đơn vị đầu tiên, các bạn, độc quyền. Và thực ra đối với lại Bộ Thông tin Truyền thông thì cũng giống như là con ruột, tại vì ngày xưa đó là bộ hồi ngày xưa chưa có Bộ Thông tin Truyền thông đó, thì đầu tiên đó là Tổng cục Bưu điện đó. Thì thực ra VNPT với Tổng cục Bưu điện nó là tách ra từ đó ra, nó là một thôi, nên nó coi như là con cưng ở trong đó. Rồi thứ hai nữa là gì, nghĩa là sau này thì VNPT là cái đơn vị lần mà từ đó ra mà mình tự định hình mình là anh hai ở trong ngành đó. Và để thua đối thủ cạnh tranh là không được, trong cái ngành của mình mà mình để thua là không được. Nhưng Viettel vô thì Viettel họ phát triển rất là mạnh lên. Thì nó có một câu chuyện như thế này. Lúc đó Viettel họ tuyên bố là họ sẽ phấn đấu để họ trở thành cái doanh nghiệp tôi không nhớ, có nghĩa là doanh nghiệp tỷ đô đó, nghĩa là họ phấn đấu, họ tuyên bố như thế, họ phấn đấu nó sẽ là cái doanh nghiệp tỷ đô.
đầu tiên hay gì đó, tôi nhớ doanh nghiệp tỷ đô trong viễn thông. À, thì VNPT nghe thế là thấy nóng mắt rồi các bạn, Viettel mà sao bây giờ lại vượt mặt mình được để thành doanh nghiệp tỷ đô được, cho nên là VNPT là nỗ lực, rất nỗ lực để mà chạy đua về mặt doanh thu, để chạy đua để mà không thua doanh thu với Viettel. À, nhưng mà Viettel họ, cho nên là đến cuối cùng, đến cuối năm để mà không thua Viettel đó thì VNPT họ khuyến mãi rất là nhiều để mà tăng doanh thu, giảm giá khuyến mãi các thứ để tăng doanh thu. Đó. Nhưng Viettel họ tuyên bố như vậy nhưng mà họ không sống chết họ làm cái đó, họ tuyên bố vậy thôi. Và đến cuối năm á, thì lúc mà tổng kết á, thì họ lại đổi cái giọng nói khác, họ nói khác các bạn. Bây giờ là tổng kết á, là tính lợi nhuận, nghĩa là họ báo cáo với Bộ Thông tin Truyền thông, công bố bên ngoài đó là như vậy, là doanh thu thì họ không bằng VNPT, nhưng mà lợi nhuận của họ, tôi nhớ lúc đó là lợi nhuận của họ đạt được là 8.000 tỷ, 8.000 tỷ, còn VNPT là như tôi nhớ được khoảng 5.000 tỷ, nghĩa là thua, mặc dù doanh thu cao hơn. Như vậy chúng ta thấy là đó là những cái chiêu hết, chiêu trò hết, ta đưa ra như thế, nhưng mà mình đừng có chạy theo cái cuộc cuộc chơi của người khác. Chạy theo cuộc chơi người khác là mình chết, giống như thỏ chạy theo rùa vậy thôi, đúng không ạ? Thỏ chạy theo rùa, cuộc chơi của rùa là thỏ mặc dù chạy nhanh cũng chết, cũng rùa. Như vậy đó là cái mà chúng ta thấy là trong cái chiến lược thì mình phân tích đối thủ cạnh tranh là rất quan trọng chỗ đó, để biết được. Đó là cái thứ nhất là chúng ta phân tích về đối thủ cạnh tranh. Như vậy tóm lại là mình phải xác định được là những ai và có những cái thông tin của họ, đó là cái mục tiêu, đúng không ạ? Mục tiêu đối thủ cạnh tranh là gì, quan điểm của họ về ngành như thế nào, và đúng không ạ, chiến lược họ theo đuổi là cái gì. Cái việc nữa mà chúng ta cần phải nói như vậy thì trong những đối thủ cạnh tranh đó thì đâu là đối thủ cạnh tranh mà chúng ta cần phải quan tâm nhất, đâu là đối thủ thứ hai chúng ta cần phải quan tâm, và cái tương quan giữa mình với lại các đối thủ cạnh tranh đó là mình đang ở cái vị thế nào, mình đứng thứ mấy ở trong đó, cần phải tính được cái đó nữa. Và đây là những cái thông tin, đây là những cái gợi ý thôi, nó không phải là cái mô hình cho mình cứ lấy đây ra, nó là những gợi ý, đây là những cái tiêu chí mà nó thể hiện được cái vị thế cạnh tranh của các công ty ở trong một cái ngành kinh doanh. Tuy nhiên có những ngành khác nó có những cái yếu tố khác thì chúng ta không thể đưa tất cả được. Đây là những cái gợi ý phổ biến. Còn khi chúng ta làm ở trong cái trường hợp của mình thì chỉ phải lựa chọn. Thế thì có thể dựa vào những gợi ý này để lựa chọn, hoặc là có những cái khác thì chúng ta phải lựa vô. Đây là những cái tiêu chí thể hiện cái vị thế cạnh tranh. Đây thì đây là tôi đưa vào 20 cái gợi ý cho chúng ta để chúng ta có thể cân nhắc. Như vậy để mà chúng ta xác định được là mình đứng ở đâu so với các đối thủ cạnh tranh thì nó có một cái công cụ để giúp chúng ta làm cái việc này, đó là cái ma trận hình ảnh cạnh tranh. Ma trận hình ảnh cạnh tranh, đây là ma trận như thế này các anh chị, cái cách nó như thế này. Cái cột thứ hai, cột thứ nhất là số tự không nói rồi, cột thứ hai là các yếu tố cạnh tranh. Chúng ta có thể lấy dựa vào cái này, lựa ra khoảng 10 yếu tố, khoảng 10 yếu tố, 10 12 yếu tố mà mình thấy là nó quan trọng nhất, nó ảnh hưởng đến cái chi phối cái vị thế cạnh tranh của các đơn vị ở trong ngành. Lựa ra khoảng 10 đến 12 yếu tố. À, như vậy thì khi mà lựa ra, đúng không? Mình lựa ra các cái yếu tố đó. Thì cái chị lưu ý ở đây là như vậy thì mỗi một ngành nó sẽ có cái đặc trưng khác nhau. Đúng không? Cái chị làm ở ngân hàng, những cái này nó sẽ khác. Mình làm ở lĩnh vực điện gia dụng nó khác. Mình làm ở lĩnh vực dược phẩm nó khác.
lĩnh vực viễn thông nó khác. Như vậy thì mình phải lựa. Như vậy thì căn cứ vào đâu để lựa cái này? Bây giờ câu hỏi thứ nhất với các anh chị, căn cứ vào đâu để lựa ra khoảng cái chừng 10 12 cái yếu tố mà mình cho rằng nó là những yếu tố quan trọng, nó chi phối cái vị thế cạnh tranh của các đơn vị trong ngành. Lựa vào, chúng ta dựa vào đâu? Mời các anh chị cho ý kiến nào. Có ý kiến không các anh chị? Gợi ý là chúng ta sử dụng cái phương pháp nghiên cứu á để chúng ta làm. Như vậy thì phương pháp nghiên cứu thì mình sử dụng phương pháp nào để làm đây? Định tính hay định lượng? Vô định lượng thôi. Định lượng hả? Rồi, định lượng là làm sao bạn Châu? Thưa thầy, theo em á thì bây giờ để mà mình có thể xác định đó thì em thấy dựa trên cái yếu tố là cái công nghệ, rồi cái yếu tố về nhân lực và cái quy mô, thì ba cái yếu tố này là ba yếu tố chính để mà mình xác định cái vị thế của công ty của mình cũng như công ty của đối thủ cạnh tranh. Chả Cái hết đó mới rồi. là, cái đó mới là ý của bạn thôi, sao bạn thuyết phục được tôi phải nghe theo bạn đấy. Dựa trên ba cái yếu tố đó thì mình dùng cái phương pháp nghiên cứu là định lượng á, thì Được, làm sao? mình mới phân chia ra nghiên cứu và mình mới so sánh được cái năng lực của từng cái doanh nghiệp ở trong cái tất cả các thị phần Bây mà giờ nó với nhau. đừng đừng có nói nó rộng, giờ cái câu hỏi của tôi là chỉ là gì, làm sao xác định được các cái yếu tố này, làm sao mà xác định nó có thương hiệu, nó có cái này. Giờ tôi đưa ra cái này giờ anh chị bảo đâu có đúng, vậy tôi cãi hay sao đấy? Rồi, cảm ơn bạn Châu, bạn mời bạn Khánh. Dạ thưa thầy, theo em thì em thấy có hai yếu tố quan trọng để mình xác định những cái này, đó là mình dựa vào yếu tố bên trong và bên ngoài thôi. Trong bên ngoài là gì là sao? Cái nào mà nó ảnh hưởng nhiều với mình nhất á thì mình lựa ra. Sao bên này hưởng mình nhất? Dạ thì mình dựa vào cái phương pháp định lượng như thầy nói. Dạ. Dạ theo Rồi, em là không vậy. Đúng không? rồi, cảm ơn bạn Khánh. Rồi còn ai có ý kiến đấy không? Nếu còn tiền tiền này như thế được tiếng nói không? Để mà xác định cái vị thế cạnh tranh của một cái doanh nghiệp thì có thể là họ sẽ dựa vào cái phương pháp mà đúng là định lượng, là định Nhưng mà lượng bây ở giờ đây để là định lượng. xin ngắt ngang cái là để nói về mọi người có thể câu hỏi nó chưa rõ, mọi người nghĩa là tôi chưa cần xác định vị thế cạnh tranh đâu. Bây giờ trong cái ma trận này này thì cái việc đầu tiên là phải xác định được trong cái cột thứ hai này có những yếu tố nào. Như vậy làm sao để biết được trong cái cột này có những yếu tố nào để đưa vô? Thì bằng cách nào? Rồi, mời bạn Tô Dạ, em Thanh thầy. Thanh quên. Dạ. Tô Minh Theo em Thanh. thì cái này thì mình làm phương pháp thống kê thầy. Ok. Dạ, thứ là khảo sát thị trường sau đó làm thống kê thôi. Ví dụ như các bạn mà vừa trình bày về cái AQUA đó thì bạn nó lấy dữ liệu từ bên GfK. Thì GfK là một cái tổ chức mà người ta chuyên làm các cái thống kê về doanh số, về thị phần. Thì từ đó họ mới đưa ra được là cái thương hiệu cũng như là cái công ty đó
là hiện tại nó đang chiếm ở cái thị phần như thế nào. Ví dụ như là thị trường TV hiện tại giờ thì Zip hay họ đánh giá là họ Samsung nó chiếm là khoảng cỡ 70% thị phần ở tại Việt Nam. Trong đó thì phần còn lại là của Sony với lại LG. Hay còn lại đâu đó là 1% là của các cái hãng khác. À, cái nhưng mà tôi nhắc lại là câu hỏi của tôi không phải là xác định vị thế cạnh tranh. Câu hỏi của tôi là trong cái ma trận này nè, bây giờ chưa tính cái vị thế nó thế nào đó, trong ma trận này bây giờ cái đầu tiên đến cột số 2. Tôi chưa giải thích đến những cái này. Vậy cột số 2, đây là các yếu tố cạnh tranh, như vậy làm sao để xác định được các yếu tố cạnh tranh ở trong đây? Tức là mình cũng phải nói là cái người họ dùng cái phương pháp mà định lượng đó thì để họ phải đo cái thị phần của đối thủ cạnh tranh hoặc là đối thị phần của ví dụ doanh nghiệp đang hoạt động rồi, họ cũng phải đo phải phải dựa vào doanh số doanh thu bán hàng tháng hoặc là nói chung là cái doanh số doanh thu hàng tháng để họ 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 phân tích trên cái dữ liệu họ thu thập được thì để họ biết là họ chiếm được bao nhiêu phần trong thị phần. Rồi cái phương có thể là dùng cái phương pháp định 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 tính để người ta khảo sát về cái mức độ cái định định vị cái thương hiệu đó nó đang của họ đó đang ở nằm ở vị thế ở vị trí nào ở trong cái nhận xét cũng như là trong cái tiêu chí cũng của người tiêu dùng hay là của khách hàng. Các cái chỉ tiêu khác như về hệ thống phân phối thì họ cũng đều phải sử dụng cái phương pháp định lượng để họ đánh giá. Để đánh giá về cái về 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 khả năng của nhà phân phối hay là bản thân họ phân phối thì cái khả năng về nhân lực về về khả năng con ngựa về về nhân sự của họ để họ làm công việc phân phối thì đa số là họ phải chắc chắn họ phải 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 thống phải phải dựa vào thống kê, họ phải dựa vào nghiên cứu về số liệu và định lượng. Giờ tôi nói ví dụ bây giờ tôi bảo là ngành dược phẩm á, như vậy thì cái yếu tố mà ảnh hưởng mạnh đến vị thế cạnh tranh để cần đưa vô đây để mà mình phân tích á, như vậy đó là thị phần, như vậy mình có đồng ý không? Thị phần thương hiệu Ừ, nhân rồi tôi lực bảo thêm là yếu tố là về công nghệ vâng được không, được vâng. trong ngành phân phối dược phẩm. Yếu tố công nghệ nhưng mà nó không mình nếu nếu là mình là sản xuất thì mình là khác còn Không, tôi đã mình phân phối rồi. lên phân phối thì tất nhiên nó có nó ảnh hưởng hiện tại họ ứng dụng công nghệ vào nhiều chứ. Đây. Rồi tôi nói nó là Andy. Dạ có chắc chắn có Như là bây giờ mình phải làm 10 cái mà thấy quan trọng, chứ không phải cái nào đương nhiên nó cũng có rồi, đúng không? đúng rồi Rồi tôi nói bây giờ là cái tài chính như vậy. thầy chính cái doanh nghiệp nào cũng phải cần nên cũng phải có Rồi tôi nói về quảng cáo. chắc chắn cũng có tùy phải có nhưng mà hình Như thức vậy sẽ thế khác nào nhau. đưa hết, đưa ra cả 20 rồi. Nhưng làm À, sao thì chọn được đưa 10 vô cái khoảng đấy? như thầy nói 10 hay 12 cái quan trọng thôi. Vâng. Nhưng mà bây giờ làm sao chọn, như tôi nói cả 20 cái này đều quan trọng này, bây giờ sao? Vậy phải lựa dùng biện pháp là để bỏ bớt những cái không quan trọng thôi. Thì sao bỏ ý tôi là vậy đó. Dựa vào cái phương pháp có thể là mình cho điểm đánh cho điểm giống như ma trận của thầy cho đó. Những cái phần nào được điểm cao thì chắc chắn là cái đó sẽ được chọn đó. Rồi mời bạn Duyên. Dạ thưa thầy, còn theo em thì cái ma trận hình ảnh cạnh tranh này có nghĩa là chúng ta đưa những cái yếu tố cạnh tranh mà chúng ta đem đi so sánh với các đối thủ cạnh tranh thì dựa vào đâu mà so sánh? Có nghĩa là chúng ta phải Tôi biết không được. nói, để tôi ký lại là tôi chưa nói gì ở đâu so sánh, tôi chỉ nói đưa vào đâu để đưa những yếu tố đó Dạ rồi, em xin được giải thích lại là rồi. khi mà để mà đưa ra được những cái yếu tố đó và để mà nó có khả năng là những cái yếu tố đó có thể là đem đi so sánh với đối thủ cạnh tranh thì chúng ta phải dựa vào cái năng lực của mình so với cái đối thủ cạnh tranh thì mình nhận dạng được là mình mạnh ở điểm nào, mình yếu ở điểm nào, hay nói cách khác là mình sẽ biết được, mình sẽ dựa vào cái việc là
cái điểm mạnh của mình là ở đâu, những cái sự khác biệt của mình là ở đâu so với đối thủ cạnh tranh. Cái thứ nhất, cái thứ hai là Chưa, cái đó chưa thấy cái đó đâu. Tôi nói các anh chị hiểu cái bài, hiểu cái câu hỏi của tôi rất là kỹ. Thế này, đây là cái ma trận, tôi chưa giải thích cái ma trận này. Chỉ tôi giải thích cái cột số 2 thôi. Cột số 2 là mình phải đưa các yếu tố cạnh tranh vô trong đây. Như là những yếu tố mà mình cho rằng trong cái ngành của mình đó, thì đây là những yếu tố nó sẽ quan trọng, và nếu như những doanh nghiệp ở trong ngành mà có những cái lợi thế về những yếu tố này thì họ sẽ có vị thế cạnh tranh tốt hơn ở trong cái ngành này. Được chưa? Như vậy thì cái việc lựa chọn những cái tiêu chí nào để đưa vô đây dựa vào đâu? chắc chắn là dựa vào những cái dựa vào cái tiêu chí đầu tiên là những yếu tố nào mang lại nhiều cái giống như là nhiều cái sức mạnh cạnh tranh cho doanh nghiệp đó thì họ đưa vào. Thì Ví đương nhiên dụ rồi, mà tại sao biết, làm sao biết? thì ví dụ như là mình có trên đó là mình có đó là 20 tiêu chí thì mình bây giờ mình xét với đối với cái ngành mình nói ví dụ thẳng như ngành dược đi nha. Thì ví dụ thì mình coi là đầu tiên là về về chất lượng sản phẩm và thương hiệu sản phẩm đó, yếu tố đó làm cho cái sản phẩm đó nó, của bản thân công ty mình nó tăng cái sức cạnh tranh so với những cái tiêu chí khác à, là mình phải đưa vào đầu tiên đó. Cái đó là bạn tiền nói theo cả chủ quan của bạn thôi. À không, thầy thầy cứ coi ở trong ngành dược đi, bây giờ những sản phẩm nào mà chất lượng mà thương hiệu lớn là đảm bảo sự là nó cạnh tranh với nhỏ chịu nổi không. Ví dụ hiện tại đây là mình đang nói giờ ví dụ Pfizer họ sản xuất ra vaccine đây thì hiện tại là họ bán cao hơn là AstraZeneca và bán hơi cao hơn là Moderna hay là Sinopharm vân vân, vì bản thân thứ nhất là họ nó bán với một cái gọi là có thương hiệu Pfizer thì giờ nó là thương hiệu của trước thì sản phẩm trong 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 cái ngành khác trong cái điều trị khác đó là cái Viagra đấy thì nó có thể cao hơn đối thủ cạnh tranh, ví dụ cái Thì vaccine thì đó có là thể luôn cao. của bạn Thiên thôi, đúng Vâng, không? thì Luôn đó, của bạn Thiên thương thôi, hiệu và đúng chất không? lượng là cái đầu tiên. Vâng, Nhưng thì có mà thể tôi chưa đủ độ tin cậy, tôi nghĩ là chưa chưa đủ tin lắm. chưa đủ tin lắm thì có thể thấy trên thị trường hoặc là mình có thể khảo sát rồi chừng một số nhà thuốc hay một số bệnh viện hay một những người trong ngành thì nó sẽ ra hả. Ok Dạ rồi, tiếp vâng. theo mời bạn. Hồi nãy anh như tay thôi, bạn mới thì bạn Bình. Anh Bình. Dạ thưa thầy, thì đối với em là theo em thì để đưa ra được các yếu tố cạnh tranh như vậy á thì chúng ta phải dựa trên là mục tiêu của họ, xác định được mục tiêu của đối thủ cạnh tranh nè, rồi lịch sử hình thành và phát triển, rồi thực trạng kinh doanh của đối thủ cạnh tranh đó là như thế nào, và cái năng lực của cái ban lãnh đạo của cái công của cái đối thủ cạnh tranh ra sao, với lại là cái khả năng phát triển và vươn ra thị trường nó như thế nào. Thì Rồi, có bạn Bình. Rồi, mời bạn Thúy Trinh. thưa thầy á, là để mà mình xác định được cái yếu tố cạnh tranh á, thì trong một cái ngành mình sẽ có rất nhiều yếu tố, mình không biết được yếu tố nào tác động tới cái ngành của mình phải loại ra những cái yếu tố nó không có tác động, thì để có thể loại được những cái yếu tố đó mình phải dựa vào tất cả các cái nền tảng cơ sở lý thuyết mà trước đó các nhà quản trị học người ta đã đề ra, đồng thời mình cũng phải làm một cái khảo sát để mình đánh giá là các mức độ này nó tác động tới cái tỷ lệ cạnh tranh là mức độ như thế nào. Trong cái quá trình mà mình thu thập dữ liệu mình sẽ loại đi những cái yếu tố mà nó tác động, nó chỉ có tác động nhỏ và không có tác động tới cái tỷ lệ cạnh tranh thì mình sẽ loại nó đi, và những cái chỉ số nào mà tác động nhiều thì mình sẽ xếp nó vào theo cái tỷ độ, theo cái mức độ là từ quan trọng hoặc là quan trọng thấp thua ạ. Rồi, cảm ơn bạn Trinh nha. Rồi, mời bạn Châu nói trước đây, trước bạn Thành nha. Thưa thầy, theo em thì tất cả những cái yếu tố này á, thì mình phải dựa trên cái nền tảng cơ bản nhất, đó là khách hàng mục tiêu là gì, là ai. Rồi từ cái khách hàng mục tiêu thì mình mới có được hết những cái yếu tố này mà mình chọn để mà mình phân tích. Em hết rồi. Rồi, cảm ơn bạn. Mời bạn là bạn mới thì mới đi, bạn Quốc Anh. Dạ, em thưa thầy thì theo ý kiến của em là để mình có thể xác định cái vị thế cạnh tranh của mình, cái Nói yếu lên chút tố. xíu là của anh nhỏ quá. Alo ạ. Rồi, À? lên đó anh.
À, chị theo em ý kiến của em thì để mình có thể xác định được các cái yếu tố cạnh tranh thì mình cần một phân tích được cái nội tại của công ty ạ. Điểm mạnh cũng như điểm yếu của công ty thì từ đó thì mình có thể suy ra được là những cái yếu tố mình có thể cạnh tranh được với những công ty khác. Đây là mình yếu tố ở trong cái ngành của mình, các đơn so sánh với các đối thủ của ngành, chọn cái nào để làm tiêu chí để so, giống kiểu giờ tôi với các bạn so ai khỏe hơn, đúng không? Như vậy đầu tiên so là phải xác định là chúng ta so trên những tiêu chí nào đó, như tiêu chí nào. Như vậy thì cái việc mà chọn những tiêu chí để so đó là dựa vào đâu để chọn, đúng không anh Thanh? Theo em thấy thì đầu tiên là mình phải xác định được là cái ngành nghề, tại vì tùy ngành nghề mà chúng xác định cái tiêu chí. Cái điểm thứ Đúng hai, rồi, không thể giống nhau được rồi. Rồi tiếp. cái điểm thứ hai nữa là cái chiến lược của công ty. Thì sắp tới trong công ty chiến lược mình phát triển này như thế nào, thì dựa trên cái tiêu chí trên đó thì mình mới lấy ra từ cái đề mục như thầy đưa á, mình mới đưa vào để mình xét. Em xin hết. Rồi. Đấy, hồi nãy bạn Thúy Trinh nói nó có một cái ý như là tuy nhiên đầu tiên là gì, thực ra nó các bạn nói là định lượng là chưa đúng, nó phải là làm định tính. Ở đây đang là nghiên cứu khám phá mà, phải làm định lượng chưa được, phải làm định tính. Đó là cái thứ nhất. Như vậy thì đầu tiên nó là ví dụ như bây giờ trong cái ngành dược phẩm đây, bây giờ làm sao để biết được là như vậy thì đâu là những cái tiêu chí mà chúng ta dùng để so với các đối thủ cạnh tranh ở trong ngành dược phẩm, dựa vào để xem cái công ty nào ở trong ngành dược phẩm là mạnh hơn. Như vậy mình phải lựa là dựa vào những tiêu chí nào để người ta so lựa ra. Như vậy thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ dựa vào cái lý thuyết, đương nhiên là về mặt nguyên tắc chung là dựa vào cái lý thuyết để chúng ta biết là như vậy. Thì về mặt tổng quát là như vậy thì những yếu tố mà ảnh hưởng đến vị thế cạnh tranh đó thường thường là những yếu tố nào về mặt lý thuyết, người ta qua các lý thuyết thì giả sử như dựa vào lý thuyết là tôi đã gợi ý cho chúng ta 20 yếu tố này đây này, đây là cái lý thuyết nó ra này, đúng không? Như vậy thì cái việc tiếp theo của mình là phải chất lọc lại đâu là những cái mà thực sự quan trọng với ngành dược phẩm, chất lọc lại. Như vậy cái việc thứ nhất mình có thể làm nó gì, dựa vào kinh nghiệm của mình để làm. Nhưng mà bản tiền làm kinh doanh trong ngành dược phẩm nhưng mà chưa kinh nghiệm của mình để nói cũng được đó, nhưng nó chưa đủ độ thuyết phục cao về mặt, tại vì đó là mang tính chủ quan. Về mặt nghiên cứu thì người ta chưa chấp nhận cái chuyện đó, và thực ra thì trong thực tiễn thì chúng ta cũng không thể chủ quan đưa ra được, tại vì nó như vậy thì nó cái căn cứ để thuyết phục nó ít và cái độ tin cậy nó cũng thấp hơn. Cho nên là tuy nhiên là gì, mình có kinh nghiệm đó nhưng mà nó có mình cái ý của mình thôi, nó còn mang tính chủ quan cho cần phải có tham khảo thêm. Cho nên chúng ta sẽ dùng thảo luận nhóm hoặc là thảo luận tay đôi để thảo luận chuyên gia đấy, là mời các chuyên gia. Như là mời chuyên gia là gì, những người làm ở trong lĩnh vực đó, ví dụ dược phẩm. Như vậy thì bạn Tiền là một chuyên gia nhưng tôi phải mời thêm những chuyên gia khác. Như vậy nó có hai cách để làm thảo luận, làm những cái định tính ở đây để lựa. Cách thứ nhất đó là tôi phỏng vấn từng người, tôi đưa ra 20 cái này này, đúng không? Tôi đưa ra 20 cái này đó. Và đưa ra 20 cái này rồi, đúng không? Thì tôi đề nghị làm gì, tôi gặp gặp bạn Tiền. Theo bạn là như vậy thì đâu là những cái mà nó quan trọng trong ngành dược phẩm để mình so là với lại các cái đơn vị khác ở trong ngành đó, so thằng nào mạnh hơn yếu hơn đó, thì nên dùng những yếu tố nào để so. Bạn Tiền nhiều kinh nghiệm của mình chỉ cho tôi đâu là 10 cái mà nó quan trọng nhất. Ví dụ tôi nói chọn 10 cái, 10 cái quan trọng nhất, 10 cái thì trong đây bạn Tiền chọn được 8 cái, còn hai cái nữa bạn Tiền bảo trong đây không có, tôi bổ sung thêm hai cái nữa đó, vô thành 10. Trong cái 20 cái này không có hai cái đó, bổ sung thêm vô, trong ngành của tôi là phải như thêm như cái này nữa này đó. Xong tôi lại gặp một người khác, tôi lại gặp một người nữa, nhưng mà cũng là cái người mà họ có cái thời gian kinh nghiệm rất là nhiều trong cái lĩnh vực này. Tôi lại hỏi tiếp, trong 20 cái này họ lại chọn cho tôi, tức là họ lại chọn cho tôi, thì có thể lúc đó họ chọn được 9 cái, xong họ bổ sung thêm một cái.
xong rồi tôi sẽ so cái người thứ nhất với người thứ hai, họ chọn có giống nhau không, đúng không? Rồi đến người thứ ba, tôi lại hỏi phỏng vấn như vậy, tôi lại hỏi, rồi bắt đầu họ lại chọn, xem họ chọn rồi họ bổ sung thêm gì đó, cho đến khi nào mà tôi hỏi thêm 3-4 người nữa mà những cái lựa chọn của họ nó đều giống giống những người trước, giống như cái điểm chung của những người trước, đó, là tôi thấy à như vậy là ok. Thì đó là một cái phương pháp chuyên gia đấy, định tính đấy, đấy là cái mà mình học phương pháp nghiên cứu mình ứng dụng đấy. Nhưng vậy đó là cái thứ nhất mà tôi có thể lựa chọn được là dựa vào nghiên cứu định tính thông qua thảo luận tay đôi face to face với từng người. Nha. Thì đó tôi dùng trong trường hợp mà tôi không muốn để ý kiến của người này ảnh hưởng bởi người khác. Ví dụ như trong trường hợp mà những trường hợp tôi phỏng vấn mà có thể là do những cái người khác hoặc có cái uy tín hơn hay có cái quyền lực hơn, họ nói người khác người ta bị áp đặt, cho nên là tôi phải làm riêng, đúng không? Rồi tôi cũng có thể dùng cách thứ hai, đó là tôi mời một nhóm khoảng 7 người hay là 9 người đó số lẻ để họ còn biểu quyết chứ chẳng họ cãi nhau không. Vậy tôi đưa ra như vậy, tôi trình bày là như vậy, thì theo cái chung là tôi chủ quan là dựa vào những cái lý thuyết, dựa vào những cái nghiên cứu của tôi là tôi đưa ra 20 cái này. Đó. Rồi mời các anh chị thảo luận cho tôi xem là như vậy thì trong cái ngành dược phẩm như vậy thì còn nên những yếu tố nào là quan trọng, cho nó dùng tôi 10 cái ra. Đó. Người ta thảo luận với nhau, cãi nhau thì đó họ thảo luận với nhau, đúng không? Đó, cuối cùng là họ chọn ra 10 cái, họ chọn ra trong đây được 7 cái, họ bổ sung thêm 3 cái nữa, họ bảo trong 20 cái này không có, 3 cái đó mới là quan trọng như vậy. Thì sau khi họ thảo luận và dựa vào cái số đông họ thống nhất, tôi thấy cái thảo luận nó hợp lý, lúc đó tôi chọn, thì đó là thảo luận nhóm. Và đó là chúng ta sử dụng cái nghiên cứu, nó là nghiên cứu định tính để chúng ta làm, để lựa chọn mới được. Chứ mình chưa mới có mình đi khảo sát nó sẽ rất là khó. Để khảo sát ở đây là mình làm khám phá mà. Mình khảo sát thì mình chỉ bó trong 20 cái này thôi. Mình không phát hiện ra cái mới. Mà chúng ta đâu có chắc là nó nằm ở trong 20 cái này. Đúng không? Các chị đi làm định lượng là các chị có cái khung rồi. Và mình chỉ so bó đũa trong cái đó thôi. Còn bây giờ tôi muốn phát hiện cái mới nữa thì sao? Thì lúc đó phải làm nghiên cứu định tính. Và như vậy thì cái việc đầu tiên mà trong thực tế các chị làm là các chị phải thảo luận như thế. Chúng ta phải tổ chức cái cuộc họp thảo luận để mình xác định những yếu tố nào là cái yếu tố mà nó ảnh hưởng đến cái vị thế cạnh tranh của các công ty ở trong ngành, không phải công ty của mình không nha, tức là trong cái ngành này nè, thì so với nhau thì nên dựa vào những tiêu chí nào để so. Rõ chưa anh chị? Rồi, không ý kiến gì nữa, nói tiếp. Rồi tiếp theo, đó là cái thứ nhất là cái cột thứ hai. Sau đó chúng ta xác định được những cái yếu tố nằm ở trong cái cột thứ hai này là những yếu tố nào. Rồi tiếp theo, việc tiếp theo là ta phải phân chia, ta phân chia cái mức độ quan trọng của từng yếu tố này, như là cái tỷ trọng. Các yếu tố này nó không như nhau, các bạn, nó không giống nhau với lại tất cả các cái, như là không có một cái tỷ trọng như nhau. Ở đây tôi làm ví dụ đây, các chị thấy đó, nó không tỷ trọng như nhau. Như vậy thì làm sao để ta biết được cái tỷ trọng của cái này, từ cái này tỷ trọng như thế nào, làm thế nào đây? Mời các chị cho ý kiến nào. Cột, bây giờ cột tiếp theo đó, cột tỷ trọng này, cột số 3 này, làm sao để biết được cái yếu tố này nó là 0,1, yếu tố này là 0,05, làm sao biết nó 0,03 như vậy, tại sao, làm sao biết được? Đương nhiên tổng nó vào 1. Khó à? Vậy làm sao biết được cái này đây? Theo các anh chị. Mời bạn Thủy. Bạn Thủy giơ tay nè, mời bạn Thủy. Bạn
Thì có nói được không? Mic bị trục trặc hay sao? Thì chắc trục trặc mic à, không thể nói gì được. Rồi mời bạn Long. Dạ thưa thầy, theo em thì mình sẽ dùng phương pháp định định lượng, nghĩa là mình sẽ xây dựng thang đo cho những cái yếu tố này, rồi sau đó mình dùng phần mềm trong phân tích định lượng để mình ra kết quả thì nó khách quan hơn. Rồi, cụ thể hơn chút xíu nữa làm Ví dụ như là mình một yếu tố nào đó mình cho cái mức độ thang đo, ví dụ dùng thang đo Likert 7 mức độ, sao? từ hoàn toàn đồng ý, không đồng ý tới hoàn toàn đồng ý. Thì Rồi. sau đó mình sẽ xây dựng được một cái bảng biểu đồ, rồi sau đó mình dùng phần mềm, ví dụ phần mềm SPSS hay Smart Nhưng mà mình khảo sát PLM. này. Nếu có dữ liệu mà sẽ dùng phần mềm được. Dạ mình đi khảo sát trực Nhưng tiếp mà khách hàng. ai điền thông tin đó cho mình? Mình cứ sẽ dùng survey thông qua những cái đơn vị dịch vụ khảo sát thị trường, hoặc là mình sẽ thuê mình sẽ dùng đội ngũ của mình đi khảo sát trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ thầy. Nhưng mà khảo sát ai mới được chứ? Khảo sát khách hàng thầy. Thì về Khách đối hàng tượng khách hàng, cả khách hàng và chuyên gia luôn. Mình sẽ phân, có thể là phân nhóm đối tượng. Cái mức độ thang điểm nó sẽ khác nhau. rồi, cảm ơn bà Lam. Dạ, có thầy. Với Rồi. lại thầy cho em hỏi là cái hồi nãy thì cái là cái phỏng vấn đó, mình phỏng vấn chuyên gia, còn cái mà cái thảo luận nhóm thì mình cũng là thảo luận nhóm cùng với chuyên gia hay là khách hàng này? Chuyên gia chứ. Dạ, Giờ mình phải xem là cái ai có đủ cái năng lực để trả lời. ok. Dạ, cảm Khách hàng có đủ năng lực để trả lời để phân biệt xem là cái nào cạnh tranh không. Có khi nó không bằng cái người mà người ta kinh doanh ở trong lĩnh vực đó nhiều, hay là những người nghiên cứu trong lĩnh vực đó nhiều, họ có kinh nghiệm nhiều. dạ. Rồi. Cái quan trọng mình cái định tính rất quan trọng là mình hỏi ai à? Mục tiêu mình là gì và mình hỏi ai, đối tượng là ai rất quan trọng. Rồi hồi nãy các bạn nào giơ tay đấy nhỉ? Em thử bạn dùng pháp chuyên gia chấm điểm và dùng chấm điểm là đúng rồi đó, nhưng mà chấm điểm đối tượng là chuyên gia chứ không phải là khách hàng đâu nha bạn nào. Thì chuyên gia thường nghĩa là chúng ta phải dùng chuyên gia, nghĩa là những người họ am hiểu trong lĩnh vực đó thì chúng ta thường người ta chọn, ví dụ giả sử để cái mức độ dữ liệu lớn chút xíu ta chọn khoảng 30 chuyên gia. Bây giờ mình đã chọn được, giả sử mình chọn được đây là yếu tố mà mình nghĩ là quan trọng ở đây. Bây giờ mình mời các chuyên gia họ trả lời cho mình. Ví dụ thang đo Likert 7 mức độ như bạn Long đề nghị là ok. Đó, như vậy mời họ chấm điểm cho mình. Thì một là rất không quan trọng. À đúng rồi. Rồi là thứ hai là không quan trọng, rồi thứ ba là hơi không quan trọng, rồi là thứ tư là trung lập, và thứ năm là hơi quan trọng, thứ sáu là quan trọng, thứ bảy là rất quan trọng như vậy. À nhờ họ cho điểm vô các chuyên gia, những người mà người ta có am hiểu trong lĩnh vực này, mời khoảng 30 người chuyên gia. Chuyên gia xong rồi không cần dùng phần mềm SPSS gì đâu, bản chất là mình tính trung bình thôi chứ không cần phải xử lý gì đâu, đúng không ạ? Để tính trung bình để xem điểm như thế nào thôi. Như vậy thì mỗi một cái yếu tố, một cái tiêu chí này nó sẽ được tổng số điểm các chuyên gia mình cộng lại, đúng không? Cộng lại xong mình quy lại, mình chia cho tổng số điểm thôi. Tổng số điểm của tất cả các tiêu chí này cộng lại là bao nhiêu, đúng không ạ? Tổng cái điểm tất cả là bao nhiêu cộng lại rồi lấy điểm của nó chia ra cho tổng thì sẽ ra tỷ lệ phần trăm và ra trong số, đúng không? Thì lúc đó ta tính được cái trọng số này, bản chất đây là tính trọng số thôi. Đã. Rồi tiếp theo bắt đầu mình mới đi khảo sát. Đến đây là mình xây dựng được cái bảng, cái khung cho mình để mình có bộ tiêu chí để mình đánh giá rồi đó, đúng không? Có tiêu chí là bây giờ mình mới đi khảo sát công ty này, các đối thủ cạnh tranh này, mình mới tái chấm điểm, bắt đầu mới chấm điểm của từng cái đơn vị theo cái tiêu chí này. Cái cột số 4 á, là chấm điểm công ty của mình theo cái tiêu chí này. Thì cách chúng ta làm vẫn là theo chuyên gia,
khoảng cách chừng 30 chuyên gia đi, thì mời các chuyên gia họ chấm điểm. Là như vậy thì tôi nói ví dụ như chấm điểm thang đo 5 ấn độ, like gần 5 ấn độ từ 1 cho đến 5, họ chấm cho mình. Với công ty của mình đó, họ đánh giá thị phần nó có 5 cái là gì? Một là rất kém, hai là kém, ba là trung bình, bốn là tốt, năm rất tốt. À, nhờ họ chấm nhỉ, nhờ các chuyên gia họ chấm. Rồi thương hiệu cũng vậy, chấm hết. Thì như vậy thì chúng ta cộng lại, chúng ta chia bình quân ra, chúng ta sẽ có được cái điểm của các chuyên gia họ đánh giá về công ty của mình. Tương tự như vậy, mình cho họ đề nghị họ chấm cho đối thủ cạnh tranh, đối thủ cạnh tranh thứ nhất, đối thủ cạnh tranh thứ hai, rồi chấm hết các đối thủ. Đó, như vậy thì chúng ta sẽ có các cái cột này, đúng không ạ? Cột điểm này. Rồi sau khi mình có rồi thì tiếp theo là làm gì? Chúng ta cộng lại nhân ra thôi, đúng không? Cột số 4 nhân cột số 3 ra cột số 5. Và chúng ta có tổng điểm ở đây. Cột số 6 nhân cột số 3 thì ra cột số 7. Và cộng lại mình có tổng điểm đây. Thì cột số 8 nhân với cột số 3 ra cột số 9. Mình cộng mình có tổng điểm đây. Và mình làm hết như vậy cho các đối thủ cạnh tranh của mình. Và sau đó thì chúng ta sẽ lấy cái điểm tổng này để mình so. Anh nào điểm lớn nhất thì anh đó là số 1. Anh nào điểm cái hai là số 2. Vậy mình là đứng thứ mấy trong cái nhóm đó? Và chúng ta biết được, nó gọi là cái ma trận hình ảnh cạnh tranh, nghĩa là đưa ra một cái bức tranh ở trên thị trường là như vậy, thì trong cái bức tranh trên thị trường đó thì anh nào vị thế cạnh tranh của mỗi anh nào mạnh nhất, anh thứ hai, thứ ba, thứ tư, năm, thứ sáu là những ai. Đó, cái ma trận hình ảnh cạnh tranh là như vậy. Rõ chưa các anh chị? À, bài tập sẽ tới làm đó, sẽ làm tới đó. Đó là cái yếu tố chúng ta phân tích đầu tiên, đó là đối thủ cạnh tranh, yếu tố số 1. Yếu tố số 2 đó là khách hàng. Khách hàng thì các anh chị làm, các anh chị cũng phải, đối với khách hàng thì đây là chúng ta đang phân khúc là gì, đó là ở trên cái thị trường này. Như vậy thì các anh chị, nhiệm vụ các anh chị với khách hàng là các anh chị phải xác định được cái phân khúc, các cái phân khúc thị trường và cái xu hướng của những phân khúc đó như thế nào. À, như thế này các anh chị, ví dụ tôi, đây là cái từ mẫu tôi chia, tạm chia theo phân khúc theo cái kiểu này ha. Ví dụ như cái phân khúc thứ nhất là tôi chia theo nam nữ khác nhau. Như vậy thì cái nhiệm vụ anh chị phân tích, anh chị phải làm nó là cái gì? Đó là anh chị phải nói là bốn cái ý. Đó là cái xu hướng này. Nhóm nam là cái xu hướng sắp tới họ sẽ như thế nào, đúng không? Và cái xu hướng nó tác động như thế nào? Và cái xu hướng này tác động như thế nào đến xu hướng này tác động như thế nào? Xu hướng tác động rồi là cũng là mức độ và loại, phải nói được bốn ý đó. Rồi nữ cũng thế, nữ như vậy chúng ta cũng phải nói được cái xu hướng sắp tới, đó là sắp tới là xu hướng họ sao. Như là mình đang chia theo từng phân khúc và mình xem cái xu hướng của từng phân khúc khách hàng như thế nào, và từ đó mình sẽ, sau này mình sẽ rút ra được là đâu là những cái cơ hội mình có thể nắm bắt. Rồi tuổi cũng thế, chúng ta phải chia thành từng nhóm, và mỗi nhóm mình cũng phải nói được bốn ý này, tùy theo, đương nhiên là tùy theo cái lĩnh vực của mình mà chúng ta có thể chia tuổi ra theo những cái khác nhau, theo cái đặc trưng của thị trường, cái ngành của mình, rồi theo nghề nghiệp, theo thu nhập, theo mong đợi, tùy theo có thể có hay có thể không ha. Đây là những cái ý chung, theo sở thích, theo khu vực địa lý, rồi theo tâm lý học, theo hành vi, đây là những cái chúng ta phải lựa. Nhưng mà những cái cơ bản mình có thể làm theo giới tính nè, theo tuổi nè, theo nghề nghiệp nè, theo thu nhập là có thể có nè, theo địa lý nè. Mình chia phân khúc khách hàng ra. Còn những ai khách hàng là doanh nghiệp thì chúng ta có thể chia theo những kiểu khác, theo chiều của doanh nghiệp. Như là ý ở chỗ này là mình phân tích cái xu hướng của khách hàng ở trong tương lai sắp tới như thế nào, và như vậy thì mình phải chia theo từng phân khúc để mình phân tích cái xu hướng, và cái xu hướng đó nó sẽ tác động với mình như thế nào, và trong tương lai nó sẽ ảnh hưởng mình như thế nào. Đó là cái nhóm thứ hai, đó là khách hàng.
Rồi, cái nhóm tiếp theo là các cái nhà cung ứng, các nhà cung cấp. Như vậy thì các nhà cung cấp thì các anh chị phân tích, các anh chị cũng phải là xem là như vậy thì ở trên thị trường, trên thị trường đó mình có những cái nhà cung cấp nào hiện tại có thể tiếp cận được, những cái nhà cung cấp nào mình có thể phân mình các cái nhóm nhà cung cấp, ví dụ như là thứ nhất là nhà cung cấp có thể là giá, giá cả, theo giá cả có thể cái xu hướng cái nhóm này giá cả họ sẽ sao, rồi nhóm có thể là về theo chất lượng, có thể theo chất lượng, rồi có thể theo cái chính sách mua hàng, có thể là theo cái hỗ trợ về vận chuyển, cái tùy theo lĩnh vực mà chúng ta chia, đây là những cái gợi ý thôi, rồi có thể là theo cái khả năng mà đáp ứng cái đơn hàng nhỏ vân vân, chúng ta có thể chia thành các nhóm mà theo các cái xu hướng các cái nhóm nhà cung cấp họ có thể làm được cái gì. Giả sử như chúng ta có thể chia, hay là những cái đơn giản, giả sử ta chia là nhà cung cấp ở trong Việt Nam, nhà cung cấp ở nước ngoài, nước ngoài ta chia nhà cung cấp ở Trung Quốc, nhà cung cấp ở Malai, nước ngoài Đài Loan gì đó, ta có thể chia thành các cái nhóm như thế, và mỗi một cái nhóm như vậy nó sẽ có những đặc trưng riêng. Ở Trung Quốc thì giá rẻ, đúng không, nhà cung cấp giá rẻ nhưng mà chất lượng thì nó không tốt, rồi vân vân sao đó. Như vậy chúng ta xem cái xu hướng này như thế nào, ta phân tích, và cũng phải nói bốn cái ý nha. Đó là xu hướng làm sao, tác động như thế nào, mức độ tác động và loại tác động, nói bốn cái ý đó. Đó là phân tích cái nhóm nhà cung cấp. Rồi tiếp theo chúng ta phân tích cái nhóm nhà cung cấp tín dụng. Tín dụng đây là những cái chỗ mà chúng ta có thể huy động được, giả sử như ngân hàng. Ngân hàng là một cái đối tượng nhà cung cấp tín dụng cho các cái doanh nghiệp. Như vậy thì chúng ta có thể phân tích là như vậy thì cái uy tín của công ty hiện nay nó có những ngân hàng nào, những cái dạng ngân hàng nào, và cái uy tín của công ty thì đang tiếp cận với các ngân hàng đó được cái mức độ nào, các cái nhà ngân hàng họ đang đánh giá cái mức độ tín nhiệm với mình làm sao, đúng không, họ cho mình chính sách vay mà có thể vay được như thế nào. Chúng ta phân tích theo từng cái nhà cung cấp đó để chúng ta đánh giá xem mình có thể tận dụng những cái điểm nào thuận lợi, đúng không ạ, để mình tận dụng. Đó là cái nhà cung cấp tín dụng. Và cuối cùng đó là chúng ta cùng phân tích về cái thị trường lao động, về nguồn nhân lực. Thì trong thị trường lao động chúng ta có thể phân tích cái đầu tiên đó là cái danh tiếng của công ty ở trong thị trường lao động. Và cái danh tiếng đó như là mình có cái thủ dạng nổi tiếng ở trong cái thị trường lao động không, và để nhiều người biết người ta thích làm ở công ty mình không. Nếu mà như vậy thì chúng ta sẽ có cơ hội kiếm được những người giỏi, đúng không ạ, thu nhập chúng ta cũng có thể cạnh tranh được. Rồi thứ hai chúng ta có thể phân tích đó là cái tỷ lệ lao động, nghĩa là tuy nhiên là theo cái đặc thù của mình, giả sử như chúng ta làm ở trong lĩnh vực về điện gia dụng chẳng hạn, như vậy thì những cái tỷ lệ lao động ở trong cái xu hướng tỷ lệ lao động của cái ngành kỹ thuật chẳng hạn, họ học là ngành này, hay là những cái gọi là cái sự sẵn có của cái lao động có kỹ năng, những cái lao động mà có cái kỹ năng đặc biệt mà mình cần trong ngành của mình đó, thì nó có sẵn không, mức độ cao sẵn sàng, và như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của mình. Cũng phải nói bốn cái ý từng cái nha. Rồi một cái nữa là ở nước ngoài thôi, họ hay nói về cái áp lực của các cái hiệp hội nghiệp đoàn mà nó áp lực với các công ty, thì cái này ở nước ngoài nó hay có nhiều, ở chúng ta thì ít, không có ảnh hưởng nhiều. Cái này thì đó là chúng ta phân tích về cái đặc trưng của cái thị trường cạnh tranh đấy. Và đó là cái mà chúng ta phân tích trong cái nhóm thứ ba. Rồi như vậy sau khi mà cái gì phân tích hết, cái gì phân tích hết các cái nhóm rồi, một cái việc mà cái gì cần phải làm nữa, đó là bây giờ chia giùm tôi, chia ra giùm tôi là xác định cho tôi đâu là những cái cơ hội, đâu là những cái nguy cơ. Mình từ những cái phân tích của mình đó xác định được đâu là những cơ hội, đâu là những nguy cơ. Tổng hợp cả ba cái nha, phân tích môi trường vĩ mô nè, môi trường ngành nè, và môi trường hoạt động nè, sau đó mình mới nhặt ra đâu là những cái cơ hội, đâu là những cái nguy cơ mình nhặt ra. Như vậy thì
Cái này hỏi lại xem anh chị còn nhớ không, dựa vào đâu để chúng ta chia ra thành cơ hội và nguy cơ đây? Dựa vào đâu để chia nhóm mà? Sau khi phân tích môi trường xong, dựa vào đâu để chia nhóm là những cơ hội nguy cơ đấy? Nghe hồi choáng quá rồi. Dựa vào trong bốn cái ý mà tôi yêu cầu cái gì phân tích đó, xu hướng của cái yếu tố là cái gì này, nó tác động như thế nào đến cái hoạt động kinh doanh của mình này, đúng không? Mức độ tác động này, và cái cuối cùng đó là loại tác động này, đúng không? Như vậy thì cái nào mà tác động tốt đó, đó chính là những cơ hội mình chia ra. Và lý do vì sao mà tôi yêu cầu các anh chị phải phân loại cái đó, mà anh chị bảo không phân loại cũng được, tự biết cũng được, nhưng mà bây giờ mình làm để chúng ta làm cho nó dễ thì mình cứ đánh dấu ở đó, đúng không ạ? Tốt chia sang một bên, tác động xấu chia sang bên, những thằng tốt đó chính là những cơ hội mà chúng ta có thể nắm bắt để chúng ta phát triển cái chiến lược của chúng ta. Còn những cái mà ảnh hưởng xấu đó là những cái nguy cơ, những cái thách thức mà chúng ta phải đối mặt với nó và để sang một bên để tính tới làm sao để mà hạn chế nó. Còn những thằng cơ hội làm sao để nắm bắt nó, chia nó ra làm hai nhóm như vậy, được chưa? À, như vậy thì xác định cơ hội nguy cơ dễ. Dựa vào phân tích môi trường ở trên, chúng ta chẳng qua là chúng ta bây giờ chúng ta nhặt lại thôi, chia ra thôi. À, đương nhiên là khi các chị nhặt lại chia ra nó, các chị lưu ý giùm tôi là phải làm cho nó gọn, chia nó gọn thôi, viết những cái ý chính thôi, chứ đừng có viết nó dài. Khi mình phân tích thì mình viết nó kỹ, đúng không? Nhưng mà phân tích rồi mình tổng kết lại đó thì làm sao nó phải gọn. Chứ anh chị mà làm nó dài quá hồi nó rối. Mình phân tích mình đã nói nhiều rồi. Để tôi mở cái bài các anh chị lấy một cái ví dụ. Cho nên khi viết quan trọng lắm. Tôi yêu cầu các chị viết là viết mỗi một đoạn văn là một ý. Đó là cái có ý đồ hết. Và thứ hai là cái gì đúng không ạ? Phải một đoạn văn đó, ý đó thì nó phải có cái thói cái center đàng hoàng. À, chứ không phải là muốn viết sao viết là bây giờ nhặt ra là gì? Ta copy cái topic sentence đó, ta lấy ra. Rất là dễ. Và thậm chí là trong cái topic sentence đó, ta chỉ lấy cái ý của cái topic sentence đó thôi. Nó không làm cho mình khó khăn trong việc mình phân loại. Còn nếu mà chỉ viết trong một đoạn mà đọc vô, mãi không chịu biết được cái ý nào thì rất là khó để chúng ta phân loại. Để chúng ta lấy, ta nhặt ra tổng kết lại. Nên đó là cái kỹ thuật chúng ta làm khi mình viết. Cho nên là khi mà viết cái gì chưa quen á, chưa quen viết theo đoạn văn, kể cả văn academic, các anh chị học phương pháp nghiên cứu đó, đầu tiên chưa quen viết gạch đầu dòng thì những cái ý của gạch đầu dòng đó mình sẽ biến nó thành cái topic sentence. Còn những cái phần đằng sau đó là mình diễn giải ra nó thành một đoạn văn, mỗi gạch đầu dòng là một đoạn văn à, cái gì nhưng kỹ thuật như vậy. Và bây giờ mình nhập nó lại là mình lấy cái ý chính đó mình nhập nó thôi. Cho nên mà tôi là viết viết ai kêu viết ngắn ngắn lại là tôi viết nhanh, tại vì tôi viết ngắn lại thì tôi thu hẹp lại, tôi lấy cái topic sentence làm cái chính thôi. Còn ai kêu viết dài ra thì tôi diễn giải cái topic sentence nó ra thành dài thôi. Viết ra chi tiết để nó thành dài, muốn ngắn thì có ngắn, muốn dài có dài, muốn bao nhiêu trang cũng được hết. Anh chị hình dung ạ? Một cái ý đó về bảo viết chưa chi tiết thì tôi diễn giải cái ý đó kỹ ra, để tôi lấy ví dụ, tôi lấy số liệu minh họa vô nó là dài. Còn sang bảo sao viết dài thế viết gọn lại thì tôi bỏ bớt những cái diễn giải đi, tôi là tập trung vào cái ý chính đó, thì cái đó cái sản phẩm thông. Rồi nãy đang lấy nhóm một, lấy nhóm một gái là phải ví dụ.
Rồi, ví dụ xu hướng này, nhóm này có biết là có xu hướng tác động phân loại này, như vậy thì đây lấy là nhóm này có rất là rõ này, như vậy xu hướng, như vậy tôi phải xem là xu hướng này mình đang nói là tốc độ tăng trưởng. Bản chất cái xu hướng này tôi phải nhập vào cái ý chính là mình đang nói là tốc độ tăng trưởng kinh tế nó như thế nào không, đúng không? Bản chất cả cái đoạn này các anh chị, cái ý chính nó sẽ là cái đó, thì mình nhập nó ra thôi. Thì nếu người ta biết được mà nó biết nó có cái sinh rõ ràng đó là mình nhập ra nó dễ, còn không thì nhập ra nó khó. Dự báo tiếp tục tăng à, ví dụ vậy. Thì như vậy cứ theo ý, giả sử theo ý đây chẳng hạn, như vậy nó là gì, đúng không ạ? Tăng trưởng sẽ tiếp tục à, rồi lấy ví dụ vậy. Nhưng mà thì đây là cái ý chính này, không, tăng trưởng tiếp tục. Rồi tôi có thể gọn lại cái ý này để cho nó gọn nữa, thì tôi nói lấy tôi ghi đó là gì, đúng không ạ? GDP tiếp tục tăng trưởng tốt chẳng như vậy, có tính từ vô. Ở đây mình đang nói là tốt này, như vậy đây là cơ hội à. Không, như vậy hai ý này tôi nhập ra, tôi chỉ nhập cái rất là gọn ra cái này thôi, tôi đưa vào trong cái nhóm đó là cơ hội. Còn cái chuyện chi tiết như thế nào đó đã phân tích được rồi. Rồi tôi lại nhập tiếp thu nhập bình quân đầu người à, viết dài dòng là mấy cái này chứ anh chị theo. Bây giờ cần lại mấy cái đó chúng ta là chỉ để thuyết phục tôi tin là cái chị nói đúng hay không thôi, còn cái quan trọng là cái ý của các chị là cái đầu thu nhập bình quân đầu người là cao hay thấp. Như anh chị biết thu nhập bình quân đầu người tăng à, như vậy có thể đây là cái ý của anh chị tăng, đúng không? Đó là chúng ta nhặt ra làm cái nó rồi tốt, cơ hội lại tiếp tục là cái như vậy, cơ hội được hai cái rồi. Rồi lạm phát dưới 4% quốc hội đề ra gì đó vân vân. Như vậy thì từ cái ý này thì tôi có thể là lạm phát ổn định, tôi chỉ cần lấy bốn chữ như vậy thôi, lạm phát ổn định thôi, đúng không? Và đây là xem về phân loại, đây là tốt xấu. Như vậy thằng này sẽ làm cả hai bên, tốt cũng có cái chỉ tiêu, bên cơ hội cũng có cái chỉ tiêu lạm phát ổn định, và bên nguy cơ cũng có cái lạm phát ổn định, làm cả hai bên luôn. Rồi tương tự như vậy các chị lọc ra được chưa, lọc là như vậy. Phải đương nhiên là gì, đây là mới là vĩ mô thôi, còn phải lọc. Nếu mà chúng ta làm thực tế là phân tích môi trường ngành rồi phân tích môi trường hoạt động nữa, tổng hợp cả ba cái đó lại để chúng ta lọc ra thành hai nhóm. Như vậy lọc ra rất là nhiều. Rồi lọc ra như vậy, lấy hình dung mà chúng ta hình dung. Rồi lọc ra, chúng ta lọc ra xong thì sau khi lọc ra rồi thì bắt đầu lựa chọn các yếu tố để đưa vào đây. Nó gọi là ma trận EFE. EFE đây là gọi là cái ma trận đánh giá các yếu tố môi trường bên ngoài, là external factor evaluation. Hay là nếu mà dùng dùng cái matrix chưa nữa, đúng không ạ, thì nó là external factor evaluator matrix, ma trận đánh giá các yếu tố môi trường bên ngoài. Như vậy thì mình sẽ phải lựa, cũng phải nhập nó đi vô đây. Người ta khuyến nghị là đưa vô nó khoảng tầm sách của Red David thì bà đưa khoảng 10, 12, nhưng mà tôi nghĩ là ít, đưa khoảng 16, nghĩa là 20 đổ về, 20 đổ về, không quá 20. Các chị lưu ý là nếu mình phân tích đầy đủ nó sẽ có khoảng 4, 50 cái tổng dòng như thế. Và nhiệm vụ chúng ta lựa lại khoảng chừng dưới 20 thôi, 20 trở về thôi, chứ đừng có để nhiều quá nó loãng. Và đưa vào là cố gắng đưa vào cái câu rất là gọn như thế này, ví dụ là kinh tế suy thoái, lãi suất thấp, lạm phát thấp, tỷ giá hối đoái ổn định, như vậy nó rất là thấp, biết là gọn như thế. Thì hồi nãy là cái chị thấy là tôi nhận ra là tôi đã biết là gọn rồi, để đưa dối ma trận nó gọn như thế, gọn như vậy. Thì đưa vô cái này, đưa vô, đúng không ạ, đưa vô cái ma trận em này, như vậy lọc ra trong nhiều cái đó thì dựa vào đâu để lọc, dựa vào đâu để mà nó có 20 cái để lọc, còn 40 cái lọc đó, còn 2, 10, 15, 16 cái
đọc đâu đây? À, lúc này mình không cần phải làm chuyên gia đó cho nó mệt. Ta có đây, ta có đây. Còn nếu nó nhiều quá thì ta lựa những cái tác động mạnh ta lấy thôi, còn những cái tác động yếu, trung bình, các loại ta, như vậy thì nó có ý đồ hết là như vậy. Và khi phân tích yêu cầu mình chỉ nói những cái ý đó là ý đồ nó là như thế. Như vậy mình sẽ lựa những cái thằng mạnh này mình lấy rồi, nếu mà mạnh nó ít quá thì bắt đầu mình có thể lấy thêm trung bình, nhưng mà mạnh mà lấy được nó khoảng chừng 15 16 yếu tố rồi thì thôi lấy mạnh cũng thôi. Mấy thằng tác động mạnh là mình cần phải chú ý thôi, cái tác động yếu để dành để sau đấy chưa cần quan tâm. À, như vậy các chị hình dung à, dựa ở đó để mà lập đưa vô cái ma trận này. Như vậy là cái yếu tố thứ, những cái yếu tố mình đưa ra là dựa vào như thế ha. Như vậy thì mình lập tóm lại cái logic là gì, từ phân tích đó xong lập có thành hai nhóm là các cái cơ hội và nguy cơ. Từ các cơ hội nguy cơ đó ta lại lập tiếp là chúng ta đưa vào cả cơ hội nguy cơ nha, cái cột này là đưa cả cơ hội nguy cơ luôn chứ đừng có đưa cơ hội không hay nguy cơ không nha, cả cơ hội và nguy cơ lập đưa vô đây. Đó, lọc đi đây và lọc đưa vô đây để làm gì, để mình đánh giá à, đánh giá xem là như vậy thì mức độ đáp ứng của công ty với các cái biến đổi này như thế nào à. Như vậy thì cái việc đầu tiên mình cũng phải làm trọng số, làm giống như cái này chấm điểm để tính trọng số, rồi sau đó mình khảo sát các chuyên gia, mời các chuyên gia cho ý kiến, mời các chuyên gia cho ý kiến đúng không chuyên gia cho ý kiến. Chấm điểm là gì, là ý nghĩa của đây là gì, nó là ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài, nghĩa là đánh giá xem là công ty đã ứng phó, đã có sự chủ động để thích ứng với cái biến động của môi trường bên ngoài này ở mức độ nào, cái gì hiểu không, đánh giá là cái mức độ thích ứng của công ty với các yếu tố môi trường bên ngoài. Tiêu chí chấm điểm như thế này, một đó là chưa thích ứng, chưa có kế hoạch để mà thích ứng. Thứ hai là hoàn toàn đấy, cái này hoàn toàn chưa chủ động thích ứng. Rồi hai là chưa chủ động thích ứng, nhà mức độ nó yếu hơn chút, nhà vẫn là xấu. Rồi ba đó là đã chủ động thích ứng. Và bốn là hoàn toàn chủ động thích ứng. Cái yếu tố môi trường bên ngoài đó, điểm chấm từ 1 cho đến 4, chấm điểm từ 1 đến 4 cái chỗ này dựa vào cái đó chấm. Còn tổng điểm này thì vẫn là gì, lấy 4 nhân với 3 thì ra tổng điểm ra số 5 này thôi, cộng xuống đó thôi. Như vậy thì tổng điểm chúng ta cộng được á, nó sẽ nằm chạy trong từ 1 cho đến đến 4. Và chúng ta sẽ dựa vào ba cái tiêu chí này để chúng ta đánh giá cái mức tổng điểm của chúng ta. Các bạn, tổng điểm nó sẽ có ba trường hợp, và thứ nhất là nhỏ hơn 2,5 thì đây là cái thích ứng kém. Đúng không ạ? Nhanh. Tổng điểm mà bằng 2,5 thì mức độ thích ứng nó là trung bình, và lớn hơn 2,5 mức độ thích ứng nó là tốt, càng lớn càng tốt, càng nhỏ càng kém. Đó, đó là cái đánh giá. Rồi hỏi thêm các anh chị nữa, hỏi thêm cái tại sao mình lại so với 2,5, chấm điểm từ 1 đến 4, tại sao không so với 2 mà lại so với 2,5, trung bình là 2,5.
Lý do vì sao? Mời các anh chị cho ý kiến. Mời cho ý kiến. Tại sao so với hàng Việt Nam đây? Vì lý do nào đây? Rồi, mời bạn Thanh. Dạ, theo em thấy thì cái này là nó dàn trải từ 1 cho tới 4. Thì dàn trải từ 1 tới 4 thì cái điểm giữa trung bình từ 1 tới 4 ở đây là nó là 2.5. Tức là nó nằm giữa 2 và 3 thôi. 4 nó chia chia 2 nó phải bằng 2 chứ sao lại bằng 2.5 được? Không, cái này nó là đoạn thôi chứ nó là đoạn chứ nó không phải là điểm. Tức là nó là một cái đoạn từ 1 tính từ 1 cho tới 4. Chứ nó không phải là điểm, là điểm 1, điểm 2, điểm 3, điểm 4. Nên mình chia thêm phần đoạn thì phân giữa của đoạn này là nằm giữa 2 và 3 thì nó là 2.5 thôi. Rồi, đúng rồi, cảm ơn Thành, đúng rồi đó. Dạ. Cái này là sau này các chị dùng cái thông tin này để mình phân tích khi mà mình làm các cái phân tích mà mình đánh giá thống kê mô tả đó, là chúng ta chú ý cái đó, mình dùng thang đo, ngay cả cái chị dùng thang đo lái cờ cũng vậy, chúng ta chú ý cái đó. Đang hoàn thành giải thích là chính xác, chúng ta cái đề là chúng ta bắt đầu từ một chứ mình không bắt đầu từ không. Bắt đầu từ không thì mình chia ra thì nó mới, các bạn, nó mới là hai. Còn đây là bắt đầu từ một, cho nên là một hai, các bạn, một hai ba bốn, ba đoạn như vậy, ở giữa ba đoạn nó là một đoạn rưỡi, mà một đoạn rưỡi thì nó là 2.5. Biết nói vậy các anh chị khác có hình dung không? Hay là ví dụ như thang đo Likert chẳng hạn, trung bình của thang đo Likert 5 thì trung bình nó sẽ là 3. Thì đó là cái mà mình chú ý để chúng ta sau này mình làm mình không có bị nhầm. Đấy. Rồi, bài tập của các anh chị đây. Bài tập nhóm ngày hôm nay là ngày 29 8 à, 9 9 7 1 môi trường hoạt động, là môi trường hoạt động thôi, ta không bắt là môi trường ngành, nó dài quá, là một cái môi trường thôi, có thông tin thôi. Anh nhóm hay trình bày dựa vào cái công ty mình đang làm ha. Phân tích môi trường hoạt động thì gồm có, thứ nhất là phân tích mối đối thủ cạnh tranh nè. Đầu tiên mình xác định ba đối thủ cạnh tranh trực tiếp, ba đối thủ thôi. Rồi sau đó xác định mục tiêu tương lai đối thủ, nhận định về đối thủ cạnh tranh, chiến lược đối thủ và xây dựng ma trận hình ảnh cạnh tranh. Rồi thứ hai, phân tích khách hàng. Phân tích khách hàng thì lưu ý là chúng ta là phân tích theo các cái phân khúc khách hàng ha. À, và mình phải nói được đó là gì, là xu hướng nè, cái xu hướng nó tác động như thế nào nè, đúng không ạ? Rồi loại tác động này và mức độ tác động, rồi phân tích nhà cung cấp, đúng không ạ? Nhà cung cấp mình cũng chia chia thành các cái nhóm nhà cung cấp. Thì theo lĩnh vực của mình chia. Rồi, nhà cung cấp tín dụng cũng thế, chúng ta cũng sẽ chia theo các cái nhóm nhà cung cấp tín dụng. Và từng cái nhóm đó mình cũng phải nói được bốn ý đó. À, thì làm cái giờ này cái chị còn bị nhầm đó. Ở thị trường lao động thì mình dựa vào những tiêu chí ở trên kia và chúng ta phải nói được.
rồi tiêu chí mình gợi ý trong slide ha. Và chị cũng từng cái tiêu chí đó chị cũng nói bốn ý này đối với từng tiêu chí. Rồi sau khi phân tích xong câu số 6 kết hợp với bài phân tích môi trường vĩ mô xác định các cơ hội và nguy cơ rồi câu số 7 xác định ba trận EFE làm nối vào cái bài hôm trước ha. Không, tuần tới ngày bao nhiêu? Tuần tới ngày mùng năm tháng tám. Nguyễn ta làm cho đến hạn chót là 10 phải cho đến 17 giờ luôn. 17 giờ ngày mùng 5 tháng 8. Rồi, đó là cái bài tập của mình phân tích cái môi trường bên ngoài. Rồi, các anh chị có thắc mắc, có hỏi thêm gì không?